tình tin tàn, họ không xê xê, họ không liều. Hay nha, lúa anh mùa này khẩm hơn mùa trước, mà hứa đó là bán cho tôi đó nha. Tất nhiên rồi, tôi cũng đang tìm kiếm anh mà. Tất cả lúa trong bộ tôi sẽ bán cho anh. Cảm ơn, cảm ơn. Anh có biết ai muốn mua ruộng không? Chỉ giùm, tôi muốn bán bớt vài mẫu. Có đùa không vậy? Ruộng của anh đó là trúng nhất vùng này, anh bán vậy á uổng lắm. Cũng có việc cần. À, vậy là dạ có hỷ sự hả? Chúc mừng nha, vậy là vui quá rồi. Ra thì đất đai lúa ruộng là của cha mẹ, chẳng qua làm thì làm vậy, chứ không phải chí hướng của tôi. Không phải chí hướng của anh, chứ anh muốn làm cái gì? Nói thiệt với anh, thật ra hồi nhỏ tôi cũng được học hành chút đỉnh, tuy chẳng phải bậc thâm nho, nhưng mà phận làm trai tôi đủ hiểu, nếu mà núp trong xó nhà thì nó tầm thường quá. Cho nên tôi trót ơ mộng quan trường. Hèn chi. Quan trường á có gì đâu mà hay ho. Tôi nghe nói trong đó phải vào luồng ra cuối, ngày ngày phải chứng kiến những cái chuyện gọi là trái tai gai mắt, mà chẳng làm được gì, tức ói máu chết. Tôi thấy anh á có của ăn của mặc, tại sao không đi ngao du sơn thủy để hưởng thụ sung sướng, đúng không? Nói như anh á thì bao nhiêu học trò mặt trắng ngày đêm mày đúng quần đèn sách để chơi hả? Phải xông vô trong đó mới làm nên nghiệp lớn, ít nhất cũng biết có chức việc là sao. Anh á thấy sao thì tôi không biết, nhưng mà theo cái sự quan sát của tôi á thì á, cái nghề làm quan xem ra là cái nghề khổ nhục nhất trong tất cả các nghề bây giờ. Đâu đâu cũng nghe quán tháng chửi bới quá trời, có gì đâu mà hay. Nói gì thì nói, tôi thấy người làm quan đó khác, chứ đâu có tầm thường như tụi nông phu bọn mình. Tôi nhất định phải thử một phen. Coi bộ á anh quá quyết tâm rồi ha. Mà nè, anh có đường nào chưa? Tôi đang tính. Mẹ ơi, con về rồi mẹ. Sinh, sao con? Mối này lo được không? Tên này cũng giống như mấy tên kia, chỉ quen biết lòng vòng mấy tên lính lác bên ngoài, nên không đủ đi mở miệng với quan. Chỉ là cái chân thơ lại thôi mà đã quá nhiêu khê. Thôi hay là ở nhà cưới vợ làm ruộng cho rồi. Mẹ đừng có nói vậy, càng tới công đường con càng phải có niềm tin. Con không phải là hạng tầm thường đâu. Con sinh ra không phải làm nông đâu mẹ. Thì mẹ cũng đâu có nghĩ con trai của mẹ tầm thường đâu. Ủa mà làm nông thì đã làm sao? Cha con suốt đời làm nông mà vẫn được xóm giềng quý trọng đó. Mẹ là mẹ chưa tới công đường, cho nên mẹ chưa biết thế nào là cảm giác của sự trọng vọng đâu. Thôi con có mối khác rồi, mẹ khỏi lo, nhất định con sẽ mua được chân đó. Nhưng mà mối khác là ai? Không phải mẹ sợ tốn tiền, nhưng mà mình đã mất tiền công cốc cho mấy mối rồi còn gì. Đó là bạn học cũ của con và người nhà có quen với cụ Thượng. Trời ơi, quen biết dắt dây tới mấy tầng mấy lớp như vậy, liệu có chắc không? Ủa, mà cụ Thượng đó là ai? Thân thế như thế nào? Có phải là người quyết định bán cái chức đó hay không? Cụ Thượng không phải là quan huyện gì cả, nhưng thế của cụ còn hơn cả quan nha. Các quan đầu tỉnh còn phải ra vô cửa nhà cụ, phải điều hưởng lộc từ cụ, cho nên một lời mà cụ thốt ra còn hơn là cả lệnh quan. Anh Nhất đây á là bạn của tôi, ảnh là người nhà của nhà cụ Thượng, cho nên á, anh muốn gì cứ nói anh giúp cho. Dạ. Nghe nói anh muốn mua chân thơ lại đúng không? Có tình thân với người thế lực,
chắc là hay lắm. Nói câu đó chứng tỏ anh chưa hiểu chốn quan trường thôi. Lúc đầu vô đó chỉ có u đầu mẻ trán, ở nơi đó không bao giờ có cái gọi là tình thân, anh hiểu chưa? Vậy liệu anh có thể giúp tôi nói một tiếng với cụ thượng để cụ thượng tác động với quan nguyện để cho tôi mua chân đó? Vậy là trước giờ chạy chưa đúng chỗ mới thấy khó đúng không? Chứ thuận mua vừa bán thì dễ mà. Có cái như tôi nói đó, người trong đó muốn ra không được, người ngoài tự do tự tại như anh lại muốn vào đó. Tôi nhìn anh cũng đâu phải là loại người hám danh hám lợi, anh nghĩ lại đi. Thú thật, tôi bán ruộng bán lúa để mong được thử một phen. À, nếu được chắc chắn tôi sẽ là một vị quan tốt. Thôi, anh muốn quá rồi, anh cứ giúp ảnh một lần đi. Nếu như mà không được á, lại về quê làm ruộng thôi, có mất mát gì đâu. Nhưng mà tôi sợ lúc đó nhúng chàm rồi trở lại như cũ không được. Thôi, được rồi, tôi thấy anh cương quyết quá, bây giờ có cản cũng chẳng được. Tôi sẽ giúp anh. Tốt quá, vậy thì cảm ơn anh trước nha. Tôi nói cho anh biết, cụ thượng rất là có thân thế, nhưng mà không bằng một người. Người này không cần nói nhiều gì hết, chỉ cần liếc mắt một cái là anh muốn làm gì cũng được. Huống gì cái chân thơ lại còn con. Vậy sao? Trời ơi, tôi biết mà, lần này tôi gặp ai rồi. Cảm ơn anh, cảm ơn anh. Tôi sẽ viết cho anh mấy chữ. Ông nhìn thấy bút tích của tôi, tức khắc ông sẽ giúp cho anh tội nguyện. Cảm ơn anh trước. Dạ con chào ông. Con là... Khỏi giờ dòng, ngươi muốn làm quan? Sao đạo sĩ biết được? Hay là anh Nhất có gặp nói... À, con có cầm thư của anh Nhất đây. Chuyện có vậy mà cần phải nói mới biết sao? Ngươi muốn làm quan cỡ nào? Đầu triều, mượn thư hay tể tướng? Chắc đạo sĩ ngạo con, con sức học có hạn, chỉ mới võ vẽ dăm ba cuốn sách. Nếu được chân thơ lại là mãn nguyện lắm rồi. Thơ lại à? Được, chắc ngươi đi đường xa cũng mệt mỏi lắm rồi. Ngươi lên ngồi đây, ngồi ăn miếng trầu rồi bàn chuyện. Dạ. Dạ. Phòng cảnh ở đây thật hữu tình. Thank you.
Ủa, Sinh, sao giờ này con chưa dậy nữa? Chừng nào con mới đi? Đi đâu mà? Còn đi đâu nữa? Đi làm. Con đi làm sao? Đây có phải nhà Hồ Sinh không? À, dạ, tôi là Hồ Sinh. Có trác quan cho đòi, ông phải đi theo tôi. Chẳng hay tôi có tội gì mà sao nha môn lại gửi trác? Tội gì lên quan khắc biết. Con, con đi nha mẹ. Mời ông uống trà. Tới rồi, vào đi. Dạ. Dạ bẩm cụ, Hồ Sinh đã đến. Lui đi. Dạ. Dạ bẩm cụ. Chắc anh thắc mắc tại sao trác quan gọi mà anh đến đây. Ta chính là cụ Thượng mà anh cất công đi tìm đó. Vậy ra cụ là... Có phải hôm trước anh nhờ nhất thân tín của ta mua cho anh một chân thơ lại đúng không? Dạ. Dạ bẩm trác hồi nãy là của chủ mới của anh Hoàng Bố. Quan nhờ ta triệu anh tới để giao việc. Anh được nhận thẳng vào Vinh Quang, chứ không phải là ở huyện đường. Làm chân thông biện, chứ không phải là chân thơ lại quen. Con, con được làm ở phủ quan bố hả? Ừ. Con biết mà. Con biết số con á là phải. Nhưng bẩm cụ, chắc số bạc phải mua cái chức đó chắc lớn lắm hả? Phải. Công việc rất dễ dàng, không có gì phải lo. Nếu có gì khúc mắc, cứ nói Nhất, Nhất sẽ chỉ cho. Hôm nay có tiệc, các quan đầu tỉnh tụ họp, cấm người lạ bước vào. Đây là thông biện mới, nhớ đó. Dạ. Bẩm quan lớn, thông biện đã tới. Ừ, tới rồi à? Tới thì vào uống một chén chào sân đi. Dạ bẩm quan, con không biết uống à. Thông biện mà không biết uống rượu, cái thứ dễ nhất mà làm không được thì làm được cái gì? Dạ, chắc để con tập. Thôi được rồi, cho người đuôi đó. Dạ. Nào, tăng đi này. Càng nghe. Anh Nhất, cho tôi hỏi. Có chuyện gì? Chốn khuôn viên của công đường cũng được tụ tập nữa hả? Công đường chẳng qua cũng chỉ là một gian nhà. Xử án, họp hành hay ăn nhậu cũng tùy vào chủ nhân của nó. Mới bao nhiêu đó thôi mà đã sốc, thì làm sao trụ nổi chúng này? Cũng không phải là sốc, mà tôi thấy lạ. Tại vì tôi biết một cô là gái đã có chồng. Có chồng? Có chồng thì đã sao, miễn là vừa mất quan thì phải chịu. Sao? Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi phải cúi đầu và phục dịch những kẻ như vừa rồi. Ngươi có làm được không? Dạ bẩm quan. Quan ơi quan, làm ơn cho con hỏi là công đường khi nào làm việc lại vậy quan? Tôi không phải. Mai mở lại. Cô có chuyện gì? Con có tờ đơn xin cứu xét. Dạ quan có thể cứu xét giúp con được không quan? Sau này đây là công việc của thông biện,
xin cứ tùy nghi giải quyết. Dạ con nhờ quan ạ, quan giúp giùm con đi quan. Được rồi, tôi sẽ trình lên quan giùm cho. Đa tạ công ơn trời biển của quan. Con tới đây mấy chục lần rồi, lần nào cũng đúc, cũng nhận mà đuổi về. Lần này á, mai là gặp quan, quan mở lượng hải hà, cho nên quan giúp. Quan ơi, quan làm ơn cầm giùm con mấy nén bạc này, tuy là nó ít lắm nhưng mà đây là gia sản cuối cùng của nhà con. Con gửi quan ạ. Con cất đi, tôi đã nói là giúp. Nếu con mà còn làm như vậy á, tôi sẽ trả đơn lại. Dạ, quan, quan cứ nhận giùm con đi ạ. Tôi không nhận đâu. Tạ ơn quan nhiều lắm. Ở chốn công đường cũng có người tốt. Con tạ ơn quan, con tạ ơn quan nhiều lắm. Quan giúp giùm con nha quan, đội ơn quan. Dạ thưa quan, con về. Dạ, dạ, chào thầy thông biện. Dạ, chúc mừng thầy. Ngày đầu tiên thầy đi làm, tôi xin tự giới thiệu với thầy. Tôi là tổng lý, tôi tên Lộ. Nếu thầy có cần gì, thầy cứ sai tụi tôi làm việc cho thầy nghe. Chào anh. Hôm qua, có người nhờ tôi gửi lá đơn này. Tôi chửi mấy đứa dân đen. Nó thấy thầy mới về dễ mũi lòng, cho nên nó mới làm ba chuyện tầm ruồng bá láp. Mấy cái chuyện này thật ra là của lính lát tụi tôi. Sau này thầy đừng có nhận vậy. Thầy nhận vậy người ta gọi là dẫm chân lên nhau, thầy hiểu không? Dẫm chân hả? Lại dẫm chân ai? Tức là tôi nói vậy cho thầy dễ hiểu nè. Mỗi lần mà nhận mấy cái đơn này nè, là tụi lính lắc tụi tôi nhận được bồi dưỡng. Thầy làm vậy là tụi nó mất ăn, tôi thì không sao. Chứ mấy đứa khác á, là nó tức, nó thù thầy, nó ghen ăn tức ở, rồi bắt đầu nó hãm hại thầy. Lúc đó thầy mất việc, giống như là mấy thầy trước đây vậy đó. Nhưng mà tôi đâu có cầm đồng đạo của cổ đâu. Thôi được rồi, bây giờ nè, tôi nói vậy cho thầy dễ hiểu nè. Bây giờ mấy thầy ai cũng vậy hết, ai cũng vậy, quan cũng vậy, ai cũng có cái bỡ ngỡ ngại ngùng ban đầu. Nhưng mà mình cùng một ruột mà, mình phải ăn chung với nhau, nó mới trơn tru bộ máy, nó mới làm việc tốt được. Tự nhiên không ăn thấy nó kỳ kỳ ngượng ngượng sao? Có ăn mà không ăn là bị mất phần, bị chửi, trước sau cũng bị dăn. Cho nên bí quyết sống còn là sao? Là phải ăn. Nhưng mà tôi thấy cổ cũng tội. Tôi thấy cổ sơ sát lắm. Bởi vậy ba cái lẻ tẻ này là để tụi tép view tụi tôi ăn thôi. Còn thầy với quan á là phải ăn mấy cái vụ lớn kìa. Chẳng hạn như là cỡ vậy nè. Dạ dạ. Dạ bẩm thầy thông biện. Dạ thầy Lý. Dạ tôi là tên Mão. Hôm nay á tôi đem đơn lên tới đây á là để tôi nộp, tôi kiện cái thằng thương buôn. Nó hùng vốn với tôi. Nó là tên Phú. Thầy coi đó, nó ôm vốn liếng của tôi rồi nó trốn luôn rồi thầy ơi. Nên bây giờ hôm nay tôi tới đây là để tôi nộp đơn, tôi kiện nó đây thầy ơi. Dạ dạ, mong thầy nhận đơn của tôi. Dạ gửi thầy. Dạ mong thầy nhận cho. Thôi được rồi, coi như là thầy Thông đã nhận rồi đó. Dạ cảm ơn thầy. Cứ yên tâm mà về đi nghe. Dạ. Dạ đa tạ thầy Thông. Về đa tạ thầy lấy tôi về. Rồi yên tâm về nghe. Dạ tôi về. Dạ cảm ơn thầy. Tướng dễ thương dễ sợ. Dạ thầy làm vậy là rất tốt, dạng sự khởi đầu nan. Vụ này cũng vậy, làm riết rồi quen, không cảm thấy nó thiếu thiếu sao á. Tôi không nghĩ tôi. Trời ơi, cái này á chỉ là cái bóng tai này mà thôi. Trời ơi, nó đi kiện mà, đương nhiên nó phải mất một chút gì đó cho thầy chứ, đúng không? Mà nè,
báo cho thầy một tin mừng nghe. Cái vụ này là một vụ có tiềm năng. Ăn mọc mình. Thầy có cần gì ạ? Nói tôi một tiếng, tôi dốc hết sức mình. Hả? Giúp hả? Giúp gì? Thôi được rồi, thầy cứ chờ đi, từ từ biết. Wow. Hả? Chỗ này đủ để mua lại miếng ruộng con bán để chài mua ghế hôm trước rồi đó nha. Cứ cái đà này á, chẳng bao lâu nữa mẹ con mình sẽ gỡ lại vốn rồi giàu to luôn đó. Công nhận con bỏ nghề nông là đúng đó nha. Đúng hả mẹ? Con cứ thấy sao sao. Sao là sao? Đúng lắm, con cứ vậy mà làm nha. Vừa sang cả nè, vừa được trọng vọng, rồi còn nhàn hạ, lại có tiền nữa. Hay vì cái nghề nông vừa lắm lem mà vừa cực khổ. Xin hỏi thầy Thông Biện có nhà không ạ? À? Vào đi. Xin chào thầy Thông Biện. Xin chào bá mẫu. Anh là... Xin mạo muội giới thiệu. Tôi là Phú, người mà tên Mão đã đâm đơn kiện sáng nay. Thầy tổng lý chỉ tôi tới đây tìm thầy. Thầy ấy nói chuyện ở nhà dễ hơn. À, tôi hiểu rồi. Nhưng mà ông tìm tôi có chuyện gì không? Chẳng nói dấu gì thầy. Tôi muốn kiện ngược lại tên Mão, nhưng mà tôi muốn thắng. Phần thầy á là 50 lượng, miễn thầy sắp đặt được. Dạ. Nhưng làm sao? Thôi được rồi, chú về đi. Coi như là chú đã có được lời hứa của thầy Thông Biện rồi đó. Dạ, xin đa tạ bá mẫu, xin đa tạ thầy. Tôi xin phép tôi về. Quá. Coi nè, quá trời luôn. Tên Phú này công nhận chịu chi thiệt đó nha. Chẳng bao lâu nữa mẹ con mình sẽ phất lên đó. Nhưng mà mẹ, con mới chân ước chân đáo vào, rồi chuyện hàng ngày con cũng chưa được học nữa. Làm sao mà cho Tinh Phú thắng kiện được? Thì nghề dạy nghề, có trường lớp nào dạy đâu, mà riết rồi anh nào cũng rành đó thôi. Vô đó liếc qua liếc lại vài lần là biết liền chứ gì. Nói vậy lão đã mò tới đây rồi. Tính ra cũng lẹ thiệt. Đúng vậy. Nhưng mà ông có muốn một chuyện mà tôi e là... Coi gì đâu mà e. Chẳng qua là muốn thắng kiện thôi. Làm sao anh biết? Trời ơi, chuyện đó dễ mà thầy. Đã tới con đường rồi, đương nhiên là phải muốn thắng, chứ đâu thể nào muốn mình thua. Chuyện đó nằm trong tầm tay của thầy mà. Sao lại nằm trong tầm tay của tôi? Chuyện thắng hay thua là do quan xử chứ. Không lẽ chúng ta có thể làm quan làm theo ý mình? Thầy đừng nghĩ vậy. Cái hay nằm ở chỗ đó. Thầy thấy không, giờ ngọ là giờ làm việc, mà trưa trờ chưa chặt quan mới tới. Đã vậy khi tới rồi, láng chán chút xíu rồi tìm cách đi uống rượu. Từ trước đến nay bao nhiêu vụ án xảy ra rồi, quan có biết án nào là án nào đâu. Quả là đúng. Tới chừng chiều hết giờ thì quan mới vô, mà bữa nào trong người cũng nồng nặc mùi men. Bởi vì mới nói án là nằm trong tay mình, mình muốn đổi trắng thay đen đều được. Ta cứ tự tung tự tác, như vậy mới có cái để mà ăn chứ, đúng không? Vậy thì tại sao họ không lên thẳng quan? Đã là quan rồi thì phải ăn những cái lớn, chứ ai mà ăn ba cái lẻ tẻ đó, đúng không nè? Nhưng mà cũng phải điều tra đúng sai chứ. Tôi thấy cái việc này... Tôi đã nói với thầy rồi, công lý là nằm trong tay mình, khỏi mất công điều tra gì hết. Bên nào chịu chi, bên đó thắng. Mình sẽ làm một cái bản báo cáo linh hoạt, trình lên quan, hướng dẫn cho quan cách xử. Tôi hiểu rồi. Vụ kiện lần này lão Phú thắng, còn tôi... Nếu thầy nói vậy, có nghĩa là lão Phú chi ngon hơn lão Mão chứ gì. Có gì đâu mà ngại, mình đã biết lẫn nhau rồi, không ai khai ai, không ai lộ ra là được. Trở lại cái vụ kia, thầy không được bằng lòng với những thứ mình đã ăn. Anh nói vậy là sao? Thí dụ như mình bây giờ hé lộ cho lão Mão biết, giả sử như lão Phú đã đưa cho mình 50 lượng, mình sẽ nói cho lão biết là lão đã đưa cho mình 70 lượng.
nếu lão muốn lật ngược thế cờ, lão phải đưa cho mình 80 hoặc 100 lượng. Ví dụ như vậy. Có chuyện đó nữa sao? Trời ơi, có chứ sao không có. Cứ hé qua hé lại đấu giá, cần đến ngày xử rồi mình chốt luôn, rồi mình báo cáo lên quan. Vậy mới gọi là báo cáo lên quan. Đến cuối cùng mới biết được ai là kẻ thắng, ai là người thua. Nếu mình làm vậy thì mới không bỏ công, mình lẹo lưỡi. À không, mình lèo lái. Thầy làm cái gì nhìn tôi như quái vật vậy? Cái này chẳng qua là mình giúp đỡ nhau lúc đầu thôi. Còn nhiều chuyện lắm, để từ từ tôi nói cho thầy nghe. Mà tụi mình chỉ là đám tép riêu so với các quan thôi. Từ từ sẽ quen thôi. Dạ bẩm thầy thông biện. Có chuyện gì? À, đơn của ông tôi đã nộp rồi, đang soạn án trình quan. Đa tạ thầy. Nhưng mà thầy Lý có bỏ nhỏ tôi. Thằng Phú nó đòi kiện ngược lại tôi. Mà nghe nói nó gợi ý với thầy là 70 lượng phải không thầy? Ờ, thôi 75 đi. Nếu tôi thắng, thầy nhớ tôi đưa đơn trước nha thầy. Trăm sự nhờ thầy. Tôi xin đưa tiền trước cho thầy một nửa. Tôi đa tạ thầy nha. Dạ, trăm sự nhờ thầy. Dạ, tôi xin phép tôi về. Nó trả cho thầy bao nhiêu? Có 75 lượng. Có 75 lượng? Cái đồ keo kiệt, nhìn cái mặt là thấy không có cảm tình rồi. Nó đưa có 75 lượng, ít nhất nó phải đưa 80, 90 hoặc ít nhất là 100 lượng. Được, kiểu này cho nó thua kiện luôn. Được, vụ này cho lão Phú thắng kiện. Ừ. Dạ, chào thầy. Tôi nghe nói thằng Mão nó tìm thầy lần nữa phải không? Thằng đó keo kiệt bủng xỉn. Dạ thưa thầy, tôi có cái này. Tôi có 100 lượng. Tôi gửi thầy, thầy coi sắp xếp giúp. Thôi được rồi, tôi xin phép thầy tôi về. Yên tâm. Dạ. Kỳ này ông sẽ thắng. Ít nhất cũng phải vậy chứ. Thằng Phú nó nói gì với thầy? Nó lại ngon ngọt luồn lọt gì chứ gì? Nín đi. Người biết cái gì mà nói, cái gì mà thon thọt. Nhìn cái mặt khó ưa, đút lót hối lộ, mà nhìn cái mặt như ăn trộm. Nói cho ông biết nha, nó ra giá là 150 lượng. Cái gì? 150 lượng? 150 hả? Bây giờ tôi 160 lượng. Giá chót là 200 lượng. Chịu á thì được, không chịu mất hết. 200 lượng. Mất có 200 lượng. 200 lượng tiếng là thắng kiện. Bây giờ sao? Muốn mất trắng hay sao? Tao không thể nào thua mày được. Được, 200 lượng thì 200 lượng. Dạ thầy, bây giờ trăm sự nhờ thầy nha thầy. Được rồi. Dạ. Ông về đi. Xin phép thầy con về. Chào thầy. Đó, thầy thấy chưa? Cách thức là như vậy. Vậy bây giờ thầy đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Bởi vậy cũng vì lẽ đó, sau khi ta xem xét kỹ càng sự vụ, ta tuyên bố tên Ất đã ăn cắp của nhà Phú Hộ Hào 50 lượng vàng. Và ngươi phải có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ số vàng đó cho gia đình Phú Hộ. Dạ bẩm quan, con bị quan à. Ông mướn con làm không trả công, con nghĩ con đi làm cho người khác. Ông ghét con, là ông kiện con để đổ tội cho con đó quan à. Không có nói nhiều, mãi được. Quan ơi, quan cho con mà quan. Quan ơi, quan cho con mà. Quan ơi, quan. Thầy thông biện, thầy biết tôi bị quan mà.
Thầy giúp tôi đi mà, thầy thông miệng. Trình là một chuyện, quan xử là một chuyện, làm sao ta biết được? Nhưng con đã trình hết với thầy rồi mà. Ta cứ nghĩ là ngươi hiểu, nhưng mà ngươi không hiểu. Tay không mà đòi địch với người quyền thế, đã vậy tới rủi quan mà đòi công lý hả? Công lý chỉ dành cho người biết điều, biết chưa? Nè, lo mà về bồi thường đi, chứ không là tù mọt gông. Dạ, đa tạ thầy. Cái bọn tá điền phản trắc này phải dằn mặt như vậy, nó mới hết phản chủ. Phần này tôi xin gửi về cho bá mẫu. Đây, gửi thầy. Đội ơn thầy. Thầy quả là một người thông minh, sáng láng, nhanh nhẹn, không ai bằng. Mới có mấy con trăng mà thông tỏ mọi mánh khóe. À không, mọi đường đi nước bước. Đã vậy, còn biết đoạn tuyệt với những ngại ngùng mắc cỡ. Bái phục. Anh quá khen. Cũng nhờ đồng nghiệp chỉ dẫn tận tình, không nỡ giấu nghề. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Chúng ta trong một guồng mà, không thuận theo mọi người thì lận khẩn lắm. Phải, nhưng đó mới chỉ là nhập môn thôi, còn những chiêu thâm hậu hơn nhiều. Nếu thầy không ngại thì... Chẳng phải là anh nói vô tới đây là bỏ chứ ngại hay sao? Những chiêu thâm hậu hơn là gì? Bởi vậy, nếu cứ ngồi đó chờ thiên hạ kiện cáo thì lấy cái gì mà ăn? Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao? Mình phải chủ động tạo án. Chủ động tạo án? Tức là xuống người ta kiện cáo lẫn nhau. Nhưng mà đang bình yên như vậy, làm sao bắt người ta kiện cáo được? Mình phải nghĩ cách chứ. Các ông làm gì vậy? Tôi buôn bán làm ăn lương thiện, chứ đâu có sai phạm gì đâu. Tự nhiên các người ập tới nhà tôi đòi lục soát như cướp vậy hả? Cấm miệng. Có người tối nhà ngươi buôn bán gian lận, chở hàng quốc cấm, tan chứng đành đành còn dám già hàm. Có người tố hả? Ai tố chứ? Ai tố gặp quan sẽ rõ. Lui. Dạ. Dạ. Mấy ông là ai vậy? Ta là ai hả? Bọn ta là những người đến đây để giải cứu cho ngươi, chứ không thôi á là gông cổ ngươi lại giải về công đường rồi. Bây giờ ông phải nói rõ sự tình. Ông có biết người tố cáo ông là ai không? Tôi hồi nào giờ chí thú làm ăn, đâu có nuôi thù chú quán với ai. Kẻ nào mà hãm hại tôi chứ? Trời ơi, làm ăn buôn bán mà không cạnh tranh với ai? Hiệu buôn của tôi lớn nhất tỉnh này, không có đối thủ. Nên chính vì là lớn nhất, cho nên tất cả các mối lái đều dồn hết cho ông. Chính vì vậy mới bị ghen ghét hãm hại. Đúng rồi. Nếu nói vậy thì chỉ có tiệm mỹ lễ kế bên, người bỏ hàng cho tôi á là do chủ, chứ tôi đâu có kẹo kéo. Để tôi nói cho ông nghe, bây giờ ông muốn thoát khỏi chuyện này chỉ có một cách: kiện ngược lại nó. Kiện ngược? Nhưng mà vô duyên vô cớ, tại sao tôi kiện người ta? Nó thải đồ quốc cấm vô nhà ông, hại ông sắp ở tù đến nơi rồi, còn không vô duyên vô cớ gì nữa. Nhưng mà đâu có gì đảm bảo vu oan giáng họa cho tôi là anh ta, chứ không phải người khác. Đơn giản lắm, bọn ta sẽ làm chứng cho ông. Bây giờ sao? Muốn kiện nó hay là ngồi tù? Hay. Tôi hiểu rồi. Bây giờ chúng ta phải lựa chọn những kẻ có máu mặt nhất, điều nghiên các mối quan hệ thân sơ khả dĩ, có khả năng kích động hận thù. Rồi chúng ta ngồi một chỗ, dương đông kích tây. Tới lúc đó, cả bên Nguyên lẫn bên Bỉ sẽ dâng tiền cho chúng ta. Xuất sắc. Thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Thầy bây giờ đã đạt mức độ thượng thừa rồi. Kể từ bây giờ, chúng ta chính thức là đồng nghiệp hữu hảo.
Ngươi ra dặn cái đám gia nhân nhanh tay lẹ chân lên, nếu không là ta đuổi hết đó nha. Hai ngày nữa là tân gia rồi, mời có 50-60 mâm hả, mà làm chậm như rùa bò vậy đó. Nay mai tới đám cưới con trai của ta, làm tới vài trăm mâm, chẳng lẽ tụi nó biểu khách nhịn hết hay sao? Dạ bẩm bà, tôi sẽ đôn đốc hết sức, xin bà yên tâm. Ngươi lui đi. Dạ. Mẹ thấy con giỏi không? Mới có một thời gian thôi, con đã tậu nhà tậu cửa rồi. Mẹ hài lòng chưa? Hài lòng rồi, con trai của mẹ giỏi lắm. À, mẹ, con nghe nói đám ruộng dưới bờ đê chỗ con làm Kham không xiết định bán. Mẹ mua hết cho con. Mua làm chi mà nhiều vậy? Con mua muốn hết ruộng của cái huyện này rồi đó. Càng mua thêm nhiều thì càng phải thêm nhiều người, quản phát mệt hả? Sao con không chịu mua vàng để đó cho nó gọn? Vàng bạc châu báu chất đầy mấy cái rương cũng chẳng được là mấy. Mình mua ruộng để đó sinh lời. Với lại sau này con về vui thú điền viên, chiều chiều tản bộ ngắm ruộng vườn cho vui mắt. Cái gì? Chưa cưới vợ mà đã tính chuyện về vườn rồi hả? À mà nè, con thấy con gái của quan án thế nào? Con bé đó có vừa mắt con không? Hay là để mẹ đánh tiếng với con gái của quan bố nha. Bây giờ nhà cửa của cải tiếng tâm mình có đủ hết rồi, con trai của mẹ muốn cưới vợ ở đâu mà không được. Mẹ chỉ còn có một mong muốn là thấy con làm quan nữa thôi, chứ cái chức thông biện dù sao cũng chỉ là cái thứ điếu đóm cho quan thôi hà. Cho nên cưới vợ thì phải lựa cái đứa con nhà quan để nó giúp cho con đi lên, có biết chưa? Mẹ yên tâm, mọi thứ sẽ theo ý của mẹ. Dạ phụ thân, nhạc mẫu. Con mời nhạc phụ. Dạ con mời nhạc mẫu. Cảm ơn con. Hai đứa thật đẹp đôi. Con gái của ta mà lấy được rể hiền, vừa thông minh vừa lanh lợi, tôi rất hài lòng. Dạ. Thôi phần lễ nghĩa đã xong rồi, con dâu vô trong thay đồ đi rồi còn ra tiếp khách. Dạ. Gia nhân đâu? Đưa tiểu thơ vô trong. Dạ. Em vô đi. Mời cô. Đa tạ quan trên đã để mắt nâng đỡ cháu. Từ những ngày đầu cháu nó còn chập chững chân ướt chân ráo. Không phải là tại tôi, mà là do con gái của tôi, nó bắt tôi phải để mặt tươi đó. Mà tôi thấy cậu sinh đây cũng chịu khó siêng năng, cúc cung tận tụy. Dạ, nhạc phụ và chàng rể cùng làm chung trong một công đường thì còn thuận tiện nào bằng nữa. Chỉ có điều là con rể của quan bố mà chỉ có chức thông biện thì... Bà thông gia đừng có lo, tôi đâu có quên điều kiện của bà đâu. Muốn nó cưới con gái của tôi thì phải sắp xếp cho nó được chức quan chứ gì. Được thôi, muốn quan thì có quan. Con rể tôi làm quan thì sau này tôi cũng mát mặt, rồi con gái tôi sau này cũng được nhờ nữa chứ. Dạ, nếu quan lo chuyện này sớm sớm dần được thì tốt quá. Tôi đã sắp xếp rồi, coi như là đôi bên cùng có lợi ha. Dạ. Coi bộ khách khứa đã tới đông đủ rồi, mời quan ra ngoài dự tiệc. Được, mời. Dạ. Con ráng chịu khó đi, sau này nếu mà không ưa thì cưới thêm thê thiếp. Con nhỏ đó mà bớt xấu được một chút thì đỡ quá. Con không sao đâu mẹ, miễn là mình đạt được mục đích. Dạ bẩm quan, có người nhà quan huyện tới tìm. Mời vô. Dạ. Nè, nàng vào trong cho ta nói chuyện nha. Dạ. Dạ.
Dạ, kính chào quan. Dạ, bẩm quan, quan huyện và tôi nhắn với các quan, sắp tới ngân khố triều đình sẽ phân bố ở các huyện. Nhờ quan nói với nhạc phủ của quan rót cho huyện nhà một ít. Phần quan á, bao nhiêu thì cứ nói ra một con số. Được rồi, ta sẽ nói với cha vợ của ta. Nhưng mà ta phải nói trước là chi nhiều cửa lắm đó. Dạ. Còn gì nữa không? Dạ bẩm quan, nghe nói sắp tới có khâm sai đặc phái của triều đình cải trang thanh tra khắp phủ huyện, vì không biết là ai để mà đối phó. Nếu chẳng may mà bị phanh phui về chuyện ăn uống thì phiền lắm. Nếu có gì á, mong quan nói đỡ giúp. Khỏi cần suy nghĩ, cái đó ông khỏi lo. Chẳng lẽ ta để cho bọn họ làm hại tới ta à? Thiếp nghe nói khâm sai đại nhân sau lần về thị sát đã nghe được nhiều điều không hay về chàng. Thì đã sao, chỉ mình ta có làm gì nên chuyện? Nếu mà nghe về ta, tức là nghe cả bộ sầu. Chẳng lẽ triều đình lại dám có thể tiêu diệt hết quan lại của cả huyện cả tỉnh hay sao? Làm vậy thì lấy ai mà làm việc? Nàng đừng có lo. Thiếp biết là như vậy, nhưng mà cẩn tắc vô áy náy đó chàng. Ta chẳng có gì áy náy cả. Lương tâm của ta thanh thản, đêm nằm là làm một giấc tới sáng. Nàng không thấy sao? Dạ bẩm quan, có lính, lính tới à. Lính phủ nào, muốn nhờ giả chuyện gì? Dạ không, không phải nhờ. Không nhờ? Không nhờ thì là cầu cảnh. Muốn gì thì nói đi, cứ cầm gì hết vậy. Có cụ thượng đến đây, chẳng hay là có đáng nghênh tiếp hay không? Dạ thưa ông, con đi. Dạ, con chào cụ thượng. Con đắc tội quá. Từ ngày mà cụ giúp con vào chúng môn quan á, công việc liền liền làm con tối mắt tối mũi, nên con không còn thời gian đi thăm cụ. Theo những gì mà ta nhìn thấy được thì người đâu đến nỗi nào mà tối mắt tối mũi. Nhưng thôi, hy vọng là anh còn chút lương tri để thấy ai nấy thật lòng. Cụ trách là phải, nhưng mà con cũng áy náy. Vậy mà ta nghe nói từ khi ngươi bước vào cửa quan, ngươi đã dơ cao khẩu hiệu là không áy náy, không còn lương tri. Sao cụ biết? Ta còn biết ngươi từ khi tới công đường đã từ bỏ liêm sĩ lương tâm, ra sức bóp hầu bóp họng dân chúng, xúi dục dân chúng kiện cáo lẫn nhau để ngươi ăn tiền đút lót hai ba đầu, khiến dân tình hoán thang ngút trời. Đơn kiện ngươi và bộ sậu của ngươi chất cao như núi, giờ đã tới tay hoàng thượng. Cứ cho là vậy thì đã sao? Tôi mà không ăn, liệu tôi có sống nổi ở công đường đó không? Cụ không thể trách tôi. Không phải cụ đã đưa tôi tới đó sao? Ngươi đúng là hết thuốc chữa. Nay ta dâng lệnh hoàng thượng đến đây, còn đem theo thượng phương bảo kiếm. Chắc ngươi cũng biết, người cầm thanh gươm báo này có quyền gì chứ gì? Tìm trảm hậu tấu. Lính Sao cụ lại? Ta là người đã lo lót ngươi tới công đường, ngươi không nhớ sao? Bởi vì tôi thấy cụ sao giống ngày đó trên núi tôi có gặp một vị đạo sĩ nọ. Chẳng lẽ là ngươi đã kể chuyện cổ tích gì đó sao? Rõ ràng là đạo sĩ cho tôi nghe một miếng tròn. Phải rồi, giống lắm. Phải chứ, tôi chịu ở nhà vui thú điền nhi thì bây giờ đâu tới nỗi bị chết chém. Giờ ngươi hối hận đã muộn rồi, hãy chịu chém đi. Giờ sao? Ta bàn tiếp nha. Ngươi muốn làm chức gì để ta giết thương tài gửi lên cụ thượng? Dạ thôi, con xin chờ. Từ nay có chết con cũng không quay lại chỗ khu khiếp đó nữa. Con về đạo sĩ. Ha 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 ha
Anh Sinh. Hả? Anh Tứ. Mấy mẫu ruộng anh muốn bán á, có người hỏi mua rồi đó. Thôi thôi, tôi không bán nữa. Anh coi kìa, lúa xanh mơn mởn luôn đó. Anh nói gì kỳ vậy? Sao hôm trước anh nói bán để mua chức thơ lại gì mà? Tôi vì ham hố chuyện đó, có bước chân vào rồi mới biết, mới thấy trong đó thối tha tới nhường nào. Là tôi nói vậy thôi, chứ bước vô mới biết, biết đâu anh sẽ là một thơ lại tốt. Thơ lại? Ừ. Thơ lại thì nói làm gì? Tôi đã từng làm thông biện vài năm rồi lên làm quan luôn, suýt nữa bị chết chém, nên tôi biết vô cái chốn đó không thể nào tốt được đâu. Anh có nghe cái câu cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan? Câu đó quả không sai. Anh làm thông biện vài năm rồi lên quan, suýt nữa là bị chết chém. Tôi biết là anh đang nghĩ tôi khùng, nhưng mà lên làm quan đó mới là khùng. Giờ thì tôi tẩn rồi. Từ đó Hồ Sinh không còn dám có ý định bỏ tiền để mua quan tiến chức. Hồ Sinh cũng nhận ra những hậu quả và kết cục bi thảm của những tên tham quan ở chốn quan trường. Hồ Sinh quyết tâm ôn luyện thi để tuyển làm thơ lại. Chàng đã đậu và từ đó làm nhiều điều giúp đỡ bà con và những người nghèo khó bị áp bức ở chốn công đường. Ủa đâu? Ê, sao kỳ mày? Kỳ gì? Rõ ràng là tao mới thấy cô hai đi hướng này, mà sao ra đây không thấy ai hết mày? Mày có bị quán gà không? Khu vườn sau nhà cây cối um tùm, có rắn rít nữa. Cổ ra đây làm chi? Nhưng mà ngộ mày ơi, bữa trước á, tao cũng ra đây nè, tao thấy loáng thoáng có bóng người. Cái tao ra đây tao tìm, tao tưởng ăn trộm, mà ra cuối cùng cũng không thấy ai luôn. Biết ai không? Ma. Ê, bảy mày. Chứ mày nghĩ đi, nhà ông chủ hai lớp rào như vậy, chỉ có ma mới xuyên qua được, chứ ai mà qua được, đúng không? Ủa sao ngộ vậy ta? Nếu mà mình thấy cái gì đó mà mình ra mình không thấy nữa là lý do sao? Là thăng thiên hay độn thổ rồi? Ừ. Gì? Hay là ma đó? Khùng quá. Giống như là ma sau lưng mày kìa. Ôi quỷ, làm giật mình mày. Cực thân cho bụi quá. Hoàn cảnh chúng ta trắc trở như vậy là phải chịu thôi, chứ biết sao bây giờ. Huynh không xứng đáng với mùi. Chúng ta cứ lén lút như vậy hoài, mọi chuyện mà dở lỡ thì mùi không sợ. Hay là để mùi nói thật với cha mẹ? Không được. Huynh xin mùi, trước đây cha của mùi đã từng răn đe tôi tới trong nhà là không được trèo cao. Huynh chỉ là một kẻ học hành gian dở, là một con còn nghèo nữa.
là đang làm kẻ ở cho nhà muội. Há đâu dám đeo bọc. Chúng ta đừng nên lén lút nữa. Huynh, muội không thấy chúng ta có gì khác biệt cả. Huynh chỉ là không gặp thời, thất cơ lỡ giận, chớ khí chất đâu có thua kém gì ai. Bây giờ huynh cam phận làm công cho cha muội, chỉ là kiếm kế sinh nhai qua ngày. Nay mai dành dụm đủ bạc thì huynh quay về lo đèn sách, muội sẽ chờ huynh. Lúc nào muội cũng sẽ chờ. Tấm lòng của muội, huynh không biết làm sao để báo đáp. Nhưng muội là con gái, con gái có thì huynh không thể để muội đợi lâu. Huynh không dám hứa hẹn điều gì xa xôi hết. Muội không biết, bây giờ huynh phải thề là không được bỏ muội. Chúng ta phải ở bên nhau, chúng ta phải nên duyên sắc cầm. Được. Sổ sách đâu đó rõ ràng. Giỏi đó. Nè con. Dạ. Sau này đó ráng đi theo hầu hạ ông ha. Dạ. Mà cái ông cần nhất, ông thương nhất á, là phải trung thành với ông. Nghe chưa? Dạ. Rồi coi cái đám hầu gái trong nhà này á, đứa nào con ưng bụng á, thì trình lên với ông bà. Rồi ông đứng ông chủ hôn cho. Nghe chưa? Dạ con đội ơn ông. Ừ. Nhưng mà con chưa muốn lập gia thất. Ừ. Ý, còn chưa lập gia thất gì nữa. Năm nay con cũng đã ngoài 20 rồi. Hơn nữa thân mồ côi, phải càng nghĩ tới chuyện lập gia thất sớm chứ. Dạ, ý của con là con muốn lập thân trước à. Ừ. À, tôi hiểu rồi. Ý là chắc muốn trong tay có một chút gì đó trước á. Nè, đừng có nói là mày muốn đi học lại rồi đi thi cử rồi kiếm chút danh với người ta, nghe chưa? Dạ, ông quả thật là đại tài. Con thật đang muốn làm như ông nói vậy đó. Ủa, thiệt hả mày? Thiệt hả mày? Dạ. Dạ, ông bà bá hộ có nhà không bà? Bà Mai, bà vô đây, ngồi đi. Dạ, chào bà, chào ông bá hộ. Bà ngồi đi. Dạ. Nè, bà hẹn với bà Mai hả? Thì cái chuyện xe duyên cho ái nữ nhà ta đó, hôm bữa gặp tôi có đánh tiếng rồi. Dạ. Bữa nay chắc là qua để nói chính thức luôn đó phải không? Dạ. Cái chuyện con gái mình với lại Đỗ công tử, cháu của tri phủ Đỗ Cần đúng không? Chứ còn ai vô đây nữa. Phen này con gái mình một bước là lên làm phu nhân rồi đó nghe ông. Nhưng mà bà cũng phải đợi hỏi ý con gái của mình trước đã chứ. Ông cứ yên tâm đi, con gái của tôi biết tánh nết của nó. Hơn nữa, có cái đám nào hơn đám này đâu mà kén chọn. Ông bà cứ yên tâm, là tất cả mọi chuyện á, trong ngoài á, một tay tôi làm hết à. Dạ. Cô chủ à, cô dậy ăn chút cháo đi cô. Cô nhịn từ sáng tới giờ là không có được đâu á. Cô chủ. Dạ. Dạ thưa ông bà, từ sáng tới giờ cô chủ cứ nằm khóc miết à, hỏi cũng không nói gì hết, ăn cũng không chịu ăn nữa. Ra ngoài. Dạ. Trời đất ơi con ơi, chuyện đâu thì còn có đó, chứ con mà nhịn ăn kiểu này chết chứ sao sống nổi. Cha mẹ định đoạt tương lai cho con là cũng vì muốn con sung sướng, chứ đâu phải để nhìn thấy con mình chết dần chết mòn vậy đâu. Thiệt tình con với cái, mình tính chuyện tốt lành cho nó mà nó lại làm nư như vậy. Mày nói cho nghe coi hả? Mày chê Đỗ công tử ở cái chỗ nào? Nói hả? Mắc cái gì, người ta mới đánh tiếng là qua dạm hỏi mà chưa cái gì hết trơn hết trọi mà lăn đùng 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 ra nằm giả vậy à hả? Nè, mày nghe cha hỏi rồi mày trả lời cho cha biết. Tìm được một cái nhà môn đăng hộ đối với nhà mình như vậy là dễ lắm sao hả? Thôi ông ơi, ông đừng có la con. Con à, cha mẹ chỉ có mình con thôi hà. Bây giờ con muốn làm sao cha mẹ cũng chiều hết trơn á. Chỉ cần con ngồi dậy, con ăn giùm mẹ ăn chén cháo đi con. Ngồi dậy đi con. Cha mẹ ép duyên con thà chết.
Không, không ép nữa. Bây giờ chỉ cần con ngồi dậy ăn giùm mẹ chén cháo thôi à. Con không ăn. Chết thì thôi, chứ con không bao giờ lấy người mà con không thương. Con chỉ muốn nên duyên với người con thương mà thôi. Bà, nó nói cái kiểu này, chẳng lẽ là trong lòng nó đã có ai rồi? Làm gì mà có ai. Mà thôi, ông cũng đừng có làm hung làm dữ với con chứ nữa. Chứ bà thấy. Để đó đi rồi từ từ tôi khuyên bảo nó. Con đã có ý trung nhân rồi. Nếu cha mẹ không tán hợp thì con sẽ cắn lưỡi tự vẫn ngay hôm nay. Trời ơi. Con. Ai? Thằng nào? Nói. Con à. Con gái à. Con thương ai? Công tử đó ở đâu? Sao con không chịu nói sớm? Là ai vậy con gái? Người đó là Minh Huynh. Minh cái gì? Minh thằng Minh nào Minh, hả? Hả? Minh, thằng Minh hả con? Hả? Trời ơi là trời. Trời ơi. Thằng Minh đó ông ơi. Thằng Minh. Chàng phải thề độc với thiếp. Chàng phải quay về bằng mọi giá và cưới thiếp. Chỉ 3 tháng thôi đó. Huynh thưa. Tất nhiên là sau khi đem lễ vật đầy đủ lên trình thì nhà ta sẽ gả con gái cho ngươi. Dạ. Trời ơi, có 300 lượng vàng thôi chứ mấy. Không được thiếu một ly nghe chưa. Phải nhớ rằng trong vòng 3 tháng ngươi phải kiếm ra đầy đủ 300 lượng vàng. Khi đó mới quay về đây để xuất hiện trước mặt ta lần nữa. Dạ. Rồi ta sẽ gả tiểu thư cho ngươi. Con gái à, thấy chưa, ta có ép duyên con đâu nào. Ta chịu ý con quá thể đi chứ, phải không bà? Dạ. Nhưng mà tới 300 lượng vàng lận, có quá đáng lắm không cha mẹ? Trời ơi là trời, con gái ta đáng giá ngàn vàng mà cha mẹ chỉ đòi có 300 lượng là thương tụi con lắm rồi đó. Có quá đáng gì đâu à. Dạ, hiểu chưa? Đã hiểu rồi thì bây giờ đi. Càng xa thì càng dễ kiếm tiền mang về. Khi kiếm đủ tiền rồi thì phải quay về đây cho kịp thời gian nghe chưa. Dạ, con đã đón. Thưa ông bà, con đi. Nhớ nghe, chỉ có 3 tháng thôi đó nghe không. Sau đó mà vẫn bặt tâm thì đừng có trách nghe chưa. Dạ. Xin phép cha mẹ cho con tiễn chàng một đoạn. Cứ tiễn. Ông á, thiệt là khéo tính toán à. Chứ sao nữa bà. Bà nên nhớ là trong một cái thời gian ngắn như vậy mà nó tìm ra được 300 lượng vàng thì nó đúng là một thằng có tài. Ta có gả con gái cho nó thì cũng không có tiếc. Còn nếu mà nó tìm không được thì đó cũng là một cái việc, một cái cớ cho nó đi luôn, khuất mắt luôn khỏi ngứa mắt của ta nữa. Thì lúc đó con gái của ta nó cũng không có trách cứ cha mẹ được. Người ta gọi là nhất tiễn hạ song điêu. Thiếp biết cha mẹ cố ý gây khó khăn để cản trở tình duyên đôi ta. Thôi thì cứ phó mặc cho số mạng. Đây là 10 lạng bạc chút tư trang của thiếp. Chàng hãy cầm lấy làm lộ phí. Chàng hãy cầm về đi. Tập huyết sẽ không phụ lòng nè. Qua 3 tháng, nếu chàng không về, thiếp sẽ bỏ nhà đi tìm chàng. Được. Này cứ đợi ta,
nhất định ta sẽ trở về. Chàng bảo trọng. Cho ta thời hạn 3 tháng, để bạn chạy xin lễ tới 300 lượng vàng. Đúng là khó như hai sao trên trời. Vàng ở đâu ra 300 lượng chứ? Thôi, chắc duyên ta với nàng tới đây là hết rồi. Tối hôm qua, băng bàn tay đen lại đến dọn sạch nhà tên trọc phú Lý Tam. Đã quá. Cho bỏ cái thói keo kiệt, bóp hầu bóp họng dân chúng cho cố vô. Của thiên phải trả địa thôi. Mà ông anh nè, ông anh có được hưởng gì không? Có được chút chút. Lúc ăn cướp rút về sơn trại á, có đi ngang qua làng của tôi, họ bỏ xuống quá trời tiền đồng, giải dốc cả một xe lúa nữa. Dân làng ùa ra lượm. Trời đất ơi, ta nói vui như ngày hội vậy. Bọn họ mang tiếng á là sơn tặc, bị triều đình truy nã, nhưng mà họ hành động cũng nghĩa hiệp á chứ, toàn là đi cướp của người giàu để phát cho người nghèo chúng ta. Tôi cũng nghe đồn vậy á, mà nghe đâu á họ cướp đâu là thắng đó đó. Kiểu này chắc là giàu lắm, mua được cả thiên hạ như chơi à. Thì đó, có nghề nào mà giàu với nghề ăn cướp đâu. Nghe nói băng bàn tay đen có cả một kho vàng trên núi luôn á. Mà tôi còn nghe nói là mỗi lần họ đánh cướp xong á là họ phát cho dân làng tùm lum luôn. Thôi đi làm mau lên. Chào. Ăn cướp mà ra tay nghĩa hiệp thì có gì sai đâu. Nói cho cùng cũng chỉ là đòi lại công bằng cho mọi người thôi. Sao ta không đánh liều một phen, xin đi theo họ bái sư 3 tháng? Ta chỉ có 3 tháng thôi mà. Thưa chủ đảng, hắn đây. Nhìn cái bộ gió của ngươi á, có vẻ rất thương sinh. Sao không ở nhà lo dùi mài kinh sử mà xin gia nhập cho băng đảng bàn tay đen của ta là sao? Dạ, tiểu nhân không cha không mẹ, không nhà không cửa. Nghe danh bàn tay đen đánh đầu tháng đó, làm cho kẻ giàu phải khiếp sợ, kẻ nghèo thì tung hô, cho nên ngưỡng mộ mà muốn xin đi theo. Đúng vậy. Thấy ngươi có lòng ngưỡng mộ, ta nỡ lòng nào mà từ chối. Mày đâu, lấy thêm rượu thịt ra mời. Ăn mừng đã có tay chân mới. Khoan, trước khi mang rượu phải bắt hắn ta nộp cho anh em mình một chút lễ phí mới được. Phải rồi. Chẳng lẽ chúng ta nhận hắn khơi khơi vậy sao? Tôi bỏ nhà đi, cho nên tôi... Ngươi không có đem lộ phí sao? Dạ cũng có. Đâu? Nhưng mà không phải của tôi. Cái gì trong này? Còn đây là gì? Thưa chủ đảng, trong đây chỉ có 10 lạng bạc thôi. Người chỉ có 10 lạng bạc thôi sao? Dạ, cái số bạc này á là người ta gửi gắm cho tôi để làm vốn liếng. Tôi đã hứa là sau này sẽ trả lại rồi. Đã gia nhập băng đảng của ta thì làm gì có chuyện cất giấu của riêng tư. Đúng vậy. Nghe tôi nói đây. Dạ. Hai người giao nhiệm vụ thử thách thắng tối đêm nay. Dạ. Đi theo ta. Đi. Đi. Đây là đâu?
nhà của mụ không? Mụ ta vừa bán mấy thửa rượu hôm qua. Theo tin mật báo thì toàn bộ số bạc bán rượu đều có ở trong nhà. Người ta bán ruột hương quả, chắc là cũng túng quẫn lắm mới làm như vậy. Sao mình lại đánh cướp? Đồng ngốc, mụ ta là đàn bà quá, để vàng bạc trong nhà nhiều làm cái gì, để nuôi trai à? Ta lấy đi là đã làm phước rồi, hiểu không? Đại ca nói gì mà nghe ngược ngạo quá vậy? Là cướp của nhà giàu rồi phát lại cho người nghèo hay sao? Người ta mẹ quá con côi mà, sao ra tay với họ? Thôi tôi không làm đâu. Nè, người đã gia nhập bằng cướp là người là ăn cướp rồi đó, chứ không phải vô chùa xuất gia đâu, người biết chưa? Nếu mà bữa nào cướp nhiều quá mang về không hết thì quăng lại cho tụi dân đây nó lượm lấy tiếng chứ sao. Vậy tôi phải làm gì đây? Mày đi vô trong đi. Tôi mới vô nghệ, tôi vô trong sợ tôi lúng túng rồi bị bắt rồi sao? Không được đâu. Thôi tôi ở ngoài tôi canh chừng giùm cho ha. Tôi chích ngạc quá. Bây giờ tụi tao đi vô trong bằng cửa sau, mày ở ngoài cảnh coi có động tĩnh gì á thì báo cho tụi tao biết liền nghe chưa? Tôi biết rồi, tôi biết rồi. Thì ra đây không phải là bằng cướp, chuyên cướp của người già đi cho người à? Làm sao bây giờ đây? Phải báo cho họ biết mới được. Đúng rồi, phải làm như vậy thôi. Giờ sao đây? Tôi là ăn cướp, không phải là má. La làng lên, la làng lên đi. Ăn cướp, ăn cướp. Ừ. Má bà con ơi, ăn cướp, ăn cướp. Má bà con, ăn cướp bà con ơi. Đâu, đâu, cướp đâu, cướp đâu, cướp đâu. Nó đứng đâu đó, đứng ngay đó đó. Đâu, nó đâu. Đi, đi, đi. Đó, hồi nãy đứng đó. Chắc là nó chạy rồi, có thấy gì đâu. Chạy gì lẹ vậy? Mới thấy nó đứng đây mà tôi còn la lên nữa. Có nhìn lộn không? Ê, nó đâu, kìa. Ê, đứng lại, ê. Ê, là kia. Cũng may là mình nhanh chân, chứ nếu không là gặp nguy hiểm rồi. Phải mà biết trước như vậy thì cũng may mình đã kịp báo cho người ta biết sớm. Mình không thể nào làm chuyện này nữa, phải xa bọn cướp mới được. Cậu dùng gì? Dạ chị ơi, cho tôi hỏi là ở quán của mình có cần người giúp việc không chị? Cậu nói ai? Là cậu hả? Dạ. Tôi không có cần đâu. Tôi làm được nhiều chuyện lắm á. Tôi có thể chạy bàn nè, tính tiền, tôi rửa chén cũng được. Tôi chỉ cần có cơm ăn thôi. Cậu nhìn đó, quán tôi đâu có đông khách đâu mà cậu đòi làm. Mà cậu nè, thanh niên sức dài dai rộng, bộ không có nghề ngỗng gì hay sao mà lang thang kiếm cơm vậy? Dạ thực tình không giấu gì chị, tôi đang tha phương lập nghiệp, nhưng không may tới đây mất hết lộ phí, cho nên tôi chưa biết tính sao. Trời, thiệt vậy sao? Dạ. Chắc là đang đói bụng lắm rồi. Nhìn mặt mũi thì cũng hiền lành, chắc không phải là Phượng bất lương.
Bà chủ nè, cho cậu ta một bữa cơm đi, tôi mời. Dạ, tôi cũng tính cho cậu ta một tô cơm đó chứ. Dạ, đa tạ chị, đa tạ chú. Cậu ngồi đó đi, tôi đi lấy cơm cho. Dạ, cậu ngồi đi. Đa tạ chị. Cô đa tạ chú. Cậu ngồi đi. Thì ra đầu đuôi câu chuyện là vậy. Tội nghiệp, bây giờ tiến thoái lưỡng nan, quay về thì cũng không xong, mà đi tiếp thì lấy gì mà sống. Ác thiệt chứ, chỉ có 3 tháng mà bắt người ta kiếm từng ấy vàng, chẳng khác nào là đẩy người ta vô con đường chết. Là do tôi đã trót nặng tình với nàng nên quyết chí lên đường lập nghiệp. Nhưng tiếc là bây giờ ngay cả chỗ ăn chỗ ngủ cũng là không xong. Cảm thấy bản thân mình thật là vô dụng. Chỗ ăn chỗ ở thì có, chỉ cần cậu ta qua đêm ở được chỗ đó là cả làng sẽ biết ơn, sẽ hậu tạ không nhỏ. Cái gì? Ý ông nói là cái miếu quan đúng không? Trời ơi, pháp sư cao tay ấn còn bỏ của chạy lấy người. Cậu ấy sao mà làm được? Cả chục năm rồi, nguyên cái vùng này trời tối là không ai dám đi ngang, huống chi mà nó ở lại trong miếu. Bởi vậy mới nói, nếu mà dễ làm thì ai hậu tạ làm chi. Chuyện làng về, đó là một cái miếu quan, lâu nay á thiên hạ đồn đại là ở nơi đó có nhiều quan hồn tụ tập, nhiều pháp sư được mời tới vẫn không giải được, họ vẫn cứ dứt dưỡng không chịu rời đi. Nếu như có ai đó hóa giải được chuyện này là lập được đại công, thành đại ân nhân của làng. Cậu có muốn thử thời vận không? Có phải là nếu bây giờ con ngủ lại ở cái miếu quan đó và gặp các quan hồn xem họ muốn gì thì sẽ được dân làng mình hầu tạ đúng không vậy? Đúng vậy. Con đồng ý. Ông hãy dẫn con tới đó. Được, ta sẽ báo cho các cụ tiên chỉ ở trong làng biết, rồi sẽ chỉ đường cho cậu đi tới nơi. Dạ, đa tạ chú. Ừ. Mình phải liều mạng thôi. Được thì tốt, còn không thì chết cũng chịu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Tôi tên là Minh, thất cơ lỡ giận trôi dạt tới đây, xin chư vị khuất mặt khuất mày cho tôi ngủ nhờ đây một đêm. Nếu có điều gì cứ dạy bảo, xin cứ báo mộng cho tôi. Làm ơn đừng hù dọa, làm tôi sợ tôi chỉ đứng tại chỗ đó. Làm ơn nhé.
Ai ở trong đó? Mấy bắp đâu rồi? Ông ta thấy đủ rồi đây. Ai? Kẻ trong rừng sâu đó hả Tư Rồm? Có ta nữa. Ba mất bên bờ đây đây. Sao đây? Nằm biết bên bụi tre buồn quá. Vậy vô đây hết đi. Hôm nay có trò vui đây. Không cho hắn ở đây. Tao tống cổ hắn ra ngoài đi. Chọc hắn chơi chút đã. Vội gì? Các vị ơi, làm ơn tha cho tôi đi. Tôi không có làm gì sai hết trơn á. Tôi chỉ xin các vị cho ngủ nhờ một đêm thôi. Các vị làm ơn, có gì sai bảo thì cứ nói. Làm ơn tha mạng cho tôi đi. Tôi xin các vị đó, làm ơn đi. Tha mạng cho tôi. Hắn ta chưa chết tướng gì sợ, còn trả treo chúng ta nữa kìa. Hắn có vẻ lương thiện, chân chất. Chúng ta đừng nên đùa giỡn quá trớn. Dạ đúng rồi. Tôi chỉ là người trần mắt thịt thôi. Tôi không có xúc phạm các vị. Xin làm ơn đi, đừng có phá tôi nữa mà. Làm ơn. Nào giờ, có ai dám vô đây ngủ lại đâu chứ? Tội ngươi, lớn lắm đó. Các vị, tôi xin các vị hãy bình tĩnh. Có phải là các vị có đi diệt quán nên các vị chưa được siêu thoát cơ lực quẩn ở đây đúng không? Ngươi hỏi làm gì? Sao ngươi nhiều chuyện vậy? Muốn biết sao? Nếu ngươi muốn biết thì cứ thử gọi tên đúng từng người trong chúng ta đi. Mẹ tên kia, ta là ai? Vậy là Tư Rồm ở trong rừng sâu đúng không ạ? Đúng rồi. Còn ta, còn gì là gì chính là bẫy mập ở đằng sau miếu đúng không ạ? Ồ, ăn này nhận ra. Vậy có biết ta không? Vậy là ông ba ở bờ đê. Ba nữa. Dạ, còn gì là ông sáu ở bụi tre. Nhà người có trí nhớ rất tốt. Được lắm. Biết đâu hắn có duyên với anh em chúng ta. Nào giờ chưa ai nhận ra chúng ta cả. Hãy giúp huynh đệ chúng ta xin họp. Chúng ta bị chia cắt quá lâu rồi. Đây là tâm nguyện. Bởi vì chỉ có khi nào bốn anh em chúng ta quy về một chỗ, ai mới siêu thoát được. Tôi có thể làm được sao? Ngươi hãy đi tìm hài cốt của chúng ta quy về một chỗ là được. Nhưng mà vì sao các vị bị chôn xác ở bốn nơi vậy hả? Ngươi thật là nhiều chuyện. Bọn ta bị cướp truy đuổi, vừa chạy vừa chống cự, nên mỗi người lạc một phương rồi bị giết và bị chúng vùi xác tại nơi đó chứ sao. Chúng ta là bốn anh em kết nghĩa, do đã thề nguyện với nhau là sống chết không rời. Do đây mỗi người một phương nên không thể suy thoái. Hãy giúp chúng ta được điều đó. Chúng ta hứa sẽ đi đây không bênh mượn ở nơi này để khiến ngân hàng phải lo sợ. Cái hàng này sẽ cố gắng. Tôi sẽ báo lại với dân làng, rồi xin cả làng hợp nhau giúp sức.
Lại cái gì? Xin cái gì? Lại cái gì? Không nữa. Tội quá. Xuống kìa, thì ra là một bộ xương. Nè, theo như quan sát của ta, người này nằm ở đây cũng đã lâu lắm rồi. Trời ơi, vậy đúng là người ta về báo mộng đây mà. Chắc là chết quan nên quanh quẩn không chịu đi đó. Nếu ta nhớ không lầm thì năm xưa có một nhóm thương gia đi ngang qua đây, bị bọn cướp truy sát, giết người cướp của. Chắc chắn là chúng đã dùi xác họ ở đây. Sau đó bọn cướp phần bị quan quân truy sát, phần chết không toàn thây. Cho nên là bí mật bị chôn vùi cho tới tận ngày nay. Ghê quá. Nếu vậy thì may quá. Chúng ta cố gắng tìm ra họ theo lời chỉ dẫn của cậu này. À, có phải họ muốn dân làng chúng ta tìm cho ra đủ 4 xác rồi đem về chôn một chỗ đúng không? Đúng rồi, chắc phải vậy quá. Dạ thưa, sự thật đúng là như vậy. Bây giờ mới chỉ tìm được một người thôi, còn phải tìm thêm 3 người nữa thì mới đủ. À, biết chỗ là tìm được. Ngoài thiệt. Tìm được rồi bà con ơi, tìm được rồi nè. Công nhận là linh thiệt. Đào trúng ngay cổ bà gốc luôn. Chỉ chỗ đó là có liền. Công nhận là linh thiệt à. Tìm được một người nữa. Lại một người nữa. Không ngờ là bị chôn ở đây. Hy vọng là tìm thấy. Tìm được rồi. Cẩn thận đó. Tìm thấy rồi kìa. Như vậy là tứ huynh đệ ấy đã được siêu thoát. Dân làng chúng ta đã hoàn thành tâm nguyện cho họ. Này cậu trai trẻ, ta hiểu được hoàn cảnh của cậu, cho nên mách cậu làm chuyện này, để cậu có chút tiền làm lộ phí. Khổ nỗi dân làng chúng tôi nghèo quá, cho nên chỉ được bao nhiêu đây, xin cậu nhận cho. Dạ, con cũng cảm ơn mọi người nhiều lắm. Con cũng mong là mọi người đừng có để bụng chuyện ân nghĩa nữa. Này cậu trai trẻ, ta hiểu được hoàn cảnh của cậu nên nói với cậu chuyện này. Nếu số cậu được hưởng hồng phúc thì ta tin cậu sẽ vượt qua được, đem danh lợi về cho mình. Được thưởng ngàn vàng là chuyện không khó đâu. Thật sao quan? Nếu vậy thì xin quan làm ơn chỉ dạy giùm. Người hãy đi về hướng kinh thành, xin ý kiến ngài tổng quản, và xin nhận nhiệm vụ là ăn ngủ ở trong lãnh cung, nằm ở phía tây của cung điện hiện tại. Ngày xưa đó là Bích Vân Cung, từ thời tiên đế mấy mươi năm trước xây lên cho đoàn quý phi ở. Nhưng không hiểu sao quý phi lại bị thất sủng, Bích Vân Cung biến thành lãnh cung luôn. Hả? Một lãnh cung luôn hả quan? Chưa hết đâu. Từ sau khi quý phi mất, nhiều chuyện đáng sợ xảy ra liên tiếp trong cung, nên dần dần các đời vua cũng bỏ mặt, không ai dám héo lánh tới nữa. Gần đây triều đình liên tiếp xảy ra những chuyện không may. Thiên hạ đồn rằng những hồn ma trong lãnh cung đó đang hiện về để báo oán. Do đó triều đình mới ban lệnh tìm kiếm người tài giỏi để phá được bí ẩn này. Nhưng mà tôi đâu có tài giỏi gì đâu. Sao? Cậu sợ rồi sao?
Dạ không phải. Xin quan cứ nói tiếp đi. Triều đình đã treo thưởng bấy lâu nay, nếu có dũng sĩ nào chịu vào lãnh cung và ở trong đó được một tuần trăng, đồng thời khám phá được những ẩn tình của những quan hồn để quá giải cho họ, thì sẽ được thưởng rất là hậu hĩnh, cả một xe vàng chứ không ít đâu. Một xe vàng lận hả? Nhưng không có dễ ăn đâu. Nghe nói đâu á, mấy con ma đó ở trong lãnh cung ghê lắm, còn hung dữ nữa đó. Có người đâu hả, bị bóp cổ, chết le lưỡi, đủ kiểu hết á. Thì mấy người nhát gan mới sợ thôi. Nhưng mà cậu ta rất là gan dạ, cậu ta sợ gì chứ? Bây giờ ý cậu làm sao? Dạ, con nghĩ là con sẽ làm được. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức. Chúc cậu may mắn. Đội ơn quá. Chúc may mắn nghe. Đội ơn không? Cáo biệt. Dạ. May mắn nha cậu. Cáo biệt cậu đi. Cậu đi đường cẩn thận nha. Đa tạ mọi người. May mắn nha cậu. Tạm biệt cậu. Dạ, đi mạnh giỏi nha. Đi đường cẩn thận. Cẩn thận nha cậu. May mắn nha cậu. Đi mạnh giỏi nha. Chúng tôi về ghé báo chúng tôi nha. May mắn nha. May mắn nha cậu. Sao? Ngươi sao vậy? Mới tới trước cửa mà mặt mày tái xanh rồi. Liệu có chết cứng khi mấy con ma hiện ra không đó? Tôi... Bây giờ ngươi rút lại quyết định vẫn còn kịp đó. Tôi đang cần tiền thưởng. Vậy thì tùy ngươi. Ta đã dẫn người tới đây hơn 100 lần, nhưng chưa kịp tới nơi là hơn nửa đã bỏ cuộc. Còn lại không thấy quay trở ra, số ít may mắn về được cũng dở điên dở tỉnh. Ta chỉ đưa ngươi tới đây thôi, lương thực đủ dùng cho ngươi trong một tuần trăng đó. Hết thời hạn ta sẽ đến đón ngươi. Ngươi nhớ phải thuật lại tất cả những gì mắt thấy tai nghe ở đây mới rồi. Được lãnh thưởng. Ta đi đó. Con tên là Minh, họ Mai, là người của làng Lâm. Hôm nay con cắn rơm cắn cỏ là các ông quan bà chúa, các ông quan ông linh, các hồn sống khôn thác thiên, làm ơn thương tình đừng có hù dọa con. Con chỉ là dạng bất đắc dĩ mới vào đây, chỉ mong ngủ nhờ cho qua hết tuần trăng này để kiếm chút ít mà về cứ vợ. Con thề có đèn trời soi xét, con không hề có lòng tham lam hay đụng chạm gì tới củ cải ở chốn linh thiêng này cả. Chắc là êm rồi, mình cho hỏi thì cũng phải phép. Tôi giờ bắt tay chọn dẹp được cái gì hay cái đó. Nhìn mọi thứ ngổn ngang, ngổn ngang mà một dạng cứ nao nao.
Nói chung bỏ quan thì cũng bỏ quan chứ, ít nhất cũng phải gọn gàng, sạch sẽ. Kìa. Nhìn hắn ta mắc cười quá à. Mình mà nhắc thêm một hồi nữa là hắn chết thiệt luôn cho coi. Tên kia, đi ra khỏi đây nhanh lên. Ai cho phép ngươi vào đây ngủ? Chắc là hắn bị điếc rồi, hắn không nghe lời chúng ta nói. Thôi, mình đừng có phá người ta nữa, để cho người ta ngủ đi. Ta bỏ ra ngoài này. Xin chư vị thương tình cho kẻ hèn này ngủ lại thêm ít lâu. Kẻ hèn này tuy vô dụng, nhưng không phải là phượng bất lương xảo trá. Nếu chư vị có cần gì sai bảo, thì xin chư vị cứ sai bảo, tôi xin dốc sức thi hành. Kẻ hèn này chỉ muốn làm cho cung điện đổ nát thê lương này trở thành nơi đàng hoàng.
sắp mở cửa rồi đó. Ừ, để coi hắn cư xử sao. Sắp phải cứ để coi hắn có mở cửa không. Hồi hộp quá, quan trọng là hắn có mở cửa được không. Để coi coi. Bây giờ sao nữa? Để coi hắn có dám vô không. Kiếm cho trong đi. Cả một kho báu ở đây, chắc là của quý phi ngày xưa. Trời, chỗ này đáng giá cả gia tài. Ta già thôi. Sanh lòng tham như vậy được. Ồ, được quá ha, đúng rồi. Đây là cục của người đã khuất, phải được trả cho đúng con cháu của họ. Ta không được phép tơ tưởng đến điều này. Ta phải để yên nó ở đây. Khi nào hết thời hạn, ta sẽ quay về kinh bẩm báo cho hoàng thượng biết. Chứ gì linh thiên chứng giám, tôi chỉ muốn lưu lại đây đúng thời hạn đã định để được nhận thưởng, chứ tôi không có tài ý gì cả. Sao lại có kẻ xin được vào lãnh cung? Hắn ta có ba đầu sáu tay chăng? Môn tàu bệ hạ, người đó chỉ là một hàng sĩ. Thần nghe nói hắn ta đã từng qua đêm tại một miếu quan, hóa giải được oan khuất, giúp cho các quan hồn siêu thoát. Chẳng phải chúng ta đang cần có một người tài như vậy sao? Hắn ta có tài đó chứ. Xưa kia Bích Dân cung là hậu cung lẫy lừng, do Đoàn Quý Phi đã phạm tội khi quân đến tiền đế, cho nên mới bị xử tam ban triều điển. Từ bấy đến nay, hồn ma của bà cứ lẩn quẩn không tan. Chắc là còn tiếc nuối cuộc sống dương dã trước đây chăng? Thần được cố tổng quản kể lại, tiền đế đã nhiều lần lập đàn cầu siêu, mời cả các pháp sư cao tay ấn về trừ tà, mà mọi chuyện cũng đâu vào đó. Cuối cùng Bích Dân cung mới trở thành lãnh cung như vậy. Đã vậy gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện không hay. Ý của người muốn nói đến chuyện dịch bệnh đang hoành hành và chuyện Thứ Phi vừa bị hư thai sao? Ta thật là khó xử, bởi vì ta là kẻ hậu sinh, không rõ ngọn nguồn sự tình. Chẳng lẽ ta lại bị trừng phạt vì lỗi lầm của ai đó trong quá khứ? Thôi, cứ để coi có tin tức gì của kẻ vô Bích Dân cung lần này không. May ra hiểu rõ được sự tình thì mới có thể hóa giải hàm quan được. Dạ hoàng thượng. Xin chư vị, nếu có điều gì dạy bảo thì xin chỉ dạy cho kẻ hèn này. Xin được trêu chọc kẻ hèn này.
Cô nương, tại sao cô nương lại ngồi đây khóc? Nếu có điều gì oan ức, xin cô nương hãy nói cho kẻ hẹn này được biết. Để thiếp rót rượu cho hoàng thượng. Dạ mời hoàng thượng. Này quý phi. Dạ. Nàng là một giai nhân tuyệt sắc, mà hà cớ gì nàng lại dùng khăn để che mặt lại như vậy? Nè, hãy mở ra cho ta xem. Không được đâu, hôm nay thần thiếp không được khỏe, xin hoàng thượng hãy bỏ qua cho sự bất tiện nè. Quý phi, hãy lại đây ngồi với chậm. Ngồi đi. Hoàng thượng, hôm nay trong người thần thiếp không được sạch sẽ, cho nên hoàng thượng đừng có đụng vào. Dạ, để thần thiếp rót cho hoàng thượng. Đoàn quý phi. Dạ. Ngươi có nhớ lời ta dặn hay không? Thưa hoàng hậu, thần không dám quên. Tạ ơn hoàng hậu đã hạ cố chỉ dạy. Vậy đêm qua hoàng thượng có ngự giá hay không? Dạ thưa có.
Nhưng nhớ lời hoàng hậu chỉ dạy phải giữ mình chay tịnh đủ 49 ngày, nên thần đã tìm cớ để tránh né. Vậy thì tốt lắm. Nhớ là trong thời gian này không được ngủ chung với hoàng thượng, không được lộ cái mũi xui xẻo của ngươi ra trước mặt ngài. Pháp sư đã dặn đi dặn lại, ngươi chớ cãi lời. Ta là gì cũng có lòng ngưỡng mộ nhan sắc diễm kiều của quý phi đây, không nỡ nhìn thấy chiếc mũi xinh đẹp bị xẻo quăng đi mất, nên ta mới nghĩ ra cách hóa giải này. Phải dùng khăn che lại và không được tới gần hoàng thượng thì ngươi sẽ được yên ổn. Mà tên pháp sư cũng thiệt là ác độc, dám khẳng định chiếc mũi xinh đẹp của nàng sẽ mang lại tai họa diệt vong cho thiên triều. Tai họa diệt vong sao? Trời ơi, nếu quả như vậy thì thần thật là tội đáng chết. Bởi vậy ta mới can gián bày cho ngươi dùng khăn che mặt mỗi khi gặp hoàng thượng, để tránh tai họa. Mà hoàng thượng có ý nghi ngờ gì không vậy? Dạ thưa, hoàng thượng có hỏi, nhưng thần cũng chỉ biết giải thích là do mình bị bệnh, nên hoàng thượng cũng không hỏi gì thêm. Vậy thì tốt lắm. Ta muốn gặp hoàng thượng, ta bị quan. Hoàng thượng ban cho ngươi tam ban triều điển là đã nghĩ tình ngươi lắm rồi. Ta có tội tình gì chứ? Tại sao lại không cho ta gặp hoàng thượng? Hoàng thượng ơi, thì muốn gặp hoàng thượng. Đây là lãnh cung, bà có la khóc cỡ nào cũng không ai nghe đâu. Hãy mau chọn cho mình một cái chết nhẹ nhàng theo ý muốn đi. Không, ta không muốn chết. Ta đã bị quan, ta muốn gặp hoàng thượng. Bà nghĩ hoàng thượng còn muốn gặp một người dám coi thường ngài hay sao? Ta có làm gì sai trái khi quân phạm thượng chứ? Ta không có. Cả triều thần ai ai cũng biết quý phi lại dám chê hoàng thượng có mùi khó ngửi, nên mỗi lần cận kề long nhan, thậm chí còn dùng khăn che mặt lại. Đã vậy còn không chịu hầu hạ ngài hàng đêm. Tin tức này đã lan ra ngoài kinh thành. Bà nghĩ hoàng thượng còn muốn để cho bà sống hay sao? Hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, không muốn gặp mặt bà nữa. Cái gì? Ta chê hoàng thượng thôi. Ta hiểu rồi. Chính là hoàng hậu, chính là con đàn bà độc ác đó, đã bày mưu tính kế để hãm hại ta. Ta bị quan mà. Chính là con đàn bà im đó. Bà đừng có hồ đồ mà đổ tội cho người khác. Hãy mau nhận ân điển của hoàng thượng đi. Trong vòng một giờ nữa mà bà vẫn không chọn được vật nào thì sẽ tiến hành xử giảo như hoàng thượng đã ban lệnh. Bà hãy tự lo liệu.
sao lại có giấc mơ quá dị như vậy? Có phải đây là sự thật? Và chính là Uẩn Tình mà đã khiến cho vong hồn Quý Phi không siêu thoát? Nếu vậy, ta phải sớm báo lại cho triều đình biết mới được. Chưa gì đã tin tưởng kẻ hèn này và báo mộng cho kẻ hèn này hay, thì xin chưa gì hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa. Chỉ còn 10 ngày nữa là tới kỳ hạn. Tới kỳ hạn nhất định tôi sẽ làm cho ra lẽ. Như vậy là đẹp rồi. Kể từ bây giờ, nơi đây không còn là lãnh cung quan tài đổ nát nữa. Muôn tâu bệ hạ, hạ thần đã đưa người mà bệ hạ cần tìm đến. Bình thân. Đội ơn bệ hạ. Thảo dân họ Mai, tên Minh, là người Làng Lâm, khấu đầu tham kiến hoàng thượng. Muôn tâu bệ hạ, đây chính là người đã sống qua một tuần trăng ở nơi cố cung. Mọi chuyện hắn trải qua, thần đã bẩm báo, không thiếu sót một chữ. Ngươi đã cho mời các đại thần, cáo lão hồi hương, trở lại triều để xác định chuyện Đoàn Quý Phi bị hàm quan chưa? Bệ hạ anh minh, dù chuyện này đã xảy ra mấy mươi năm rồi, nhưng các lão thần vẫn còn nhớ rất là rõ. Dù biết Đoàn Quý Phi quan khuất, nhưng do thế lực của chánh cung hoàng hậu ngày ấy quá lớn, nên tất cả phải ngậm miệng ngó lơ. Nay có cơ hội làm sáng tỏ Uẩn Tình, ai nấy cũng đều vui mừng. Thật là đáng tiếc, ta nối nghiệp tiên đế, cho nên ta cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này. Ngươi hãy mau thảo tấu sớ để ta phê chuẩn, rửa quan cho Đoàn Quý Phi và sắc phong lại ngôi vị cho bà. Cố cung cũng sẽ được trùng tu lại cho khang trang. Hoàng thượng anh minh. Nhưng thưa hoàng thượng, còn... Còn chuyện gì nữa? Tâu bệ hạ, người này còn chỉ ra nơi cất giấu một rương của cải ngọc ngà châu báu nơi lãnh cung. Thần cũng đã cho người mang về đầy đủ. Họ Mai kia, tại sao ngươi tìm được kho báu, ngươi không cất riêng mà lại đem giao nộp? Muôn tâu bệ hạ, khi tìm thấy rương châu báu, quả thật Thảo Dân cũng có chút động lòng tham, nhưng sau đó đã kịp thời hồi tâm và quyết không tơ hào đến của người đã mất. Muôn tâu bệ hạ, bây giờ hạ thần đã hiểu gì sao. Rất nhiều người liều mạng xin được vào đó để được ở lại lãnh thưởng, nhưng đều bị thất bại, hoặc mất tích, hay là cao chạy xa bay. Lý do là nếu họ không bị hù dọa chết thì cũng bị lòng tham làm mờ mắt, nên bị quỷ thần trách phạt. Chỉ duy nhất người này vượt qua được thử thách và đã làm sáng tỏ mọi chuyện. Đúng vậy, vừa có cái tâm thiện, lại có nghĩa khí can đảm. Ta rất vui khi ta có được một con dân như ngươi. Thầy giám, dạ, hãy ban thưởng cho hắn như ta đã hứa nha. Tuân lệnh hoàng thượng. Đội ơn hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Ta đã nghe qua hoàn cảnh của ngươi, ngươi hãy mau về quê mà lấy vợ, và dùng số tiền này mà sinh cơ lập nghiệp, để sau này còn có những cơ hội giúp người, giúp đời. Tuân lệnh hoàng thượng. Sau khi về làng, Minh đã thực hiện được lời hứa thách cưới của bá hộ. Ông bà bá hộ cũng cảm động trước chân tình của đôi trẻ dành cho nhau, và thấy được tâm tính tốt của Minh nên vui vẻ chấp nhận lương duyên. Hai vợ chồng Minh sống hạnh phúc bên nhau, cùng nhau xây dựng cơ nghiệp từ số vàng của vua ban thưởng, và nổi tiếng là người nhân hậu, rộng rãi, luôn giúp đỡ người nghèo khó xa cơ. Bà con ơi, uống trà đi. Trà nóng đây. Chú ơi, cho con xin chút tiền đi chú. Có đâu. Chú ơi, uống trà đi cậu ơi. Chú cho con hôm nay nữa thôi, mai con không xin nữa đâu. Ngày nào cũng nói vậy hết á. Mẹ con đang bị bệnh ở nhà. Hôm qua mày cũng nói y chang như vậy, rồi hôm nay mày cũng vẫn đi xin tiếp. Nè, một lần này nữa thôi nghe chưa.
ngày mai là không có nữa đâu đó. Dạ con đợi ơn chú. Con qua đây. Dạ. Nè anh Mạnh Hùng, anh đi đâu mấy ngày nay mà em tìm hoài không gặp? Tại sao em hư quá vậy? Anh đã nói với em là không được xin tiền nữa, em chèo kéo người ta như vậy rất là kỳ cục. Lần trước anh đã cho gạo đủ ăn một tuần trăng, tại sao bây giờ còn đi xin tiền nữa? Gạo em bán hết rồi. Sao lại bán? Vì mẹ em bị bệnh, không có tiền để mua thuốc uống. Mẹ bị bệnh gì? Bệnh như thế nào? Bệnh cũ tái phát, hết gạo cũng hết thuốc. Em sợ mẹ không qua khỏi. À mà 10 ngày nay anh đi đâu mà không xuống nhà em? Anh đi bán ở làng dưới gần chợ. Anh tính là bán hết tuần rồi mới trở về đây, rồi sẵn tiện thăm mẹ con em luôn. Mẹ em kêu em đi kiếm anh nhờ giúp, nhưng mà không thấy anh ở đâu hết á. Nè, em cầm tiền này rồi đem về lo thuốc thang cho mẹ đi. Rồi anh bán hết số thang này, chiều anh sẽ ghé thăm mẹ con em. Hả? Sau này em muốn trở thành người lương thiện như anh. Không phải là muốn, mà là sẽ trở thành người lương thiện, biết chưa? Dạ. Thôi đi đi. Cậu Hùng, cậu Hùng. Dạ rồi, tới liền. Lấy cho tôi ít than đi. À dạ rồi. Nè, hổm ra sao chờ hoài không thấy cậu qua bỏ than vậy? Tôi nghĩ là cô còn cho nên không ghé. Với lại lâu lâu tôi bán ở dưới làng dưới á. Nè, cậu bán dư giả bao nhiêu mà tôi thấy cậu cho gạo cho tiền mới lành hoài vậy? Thôi, nó một coi cha, mẹ lại đang bệnh nữa, cho nên tôi chỉ nghĩ là nhường miếng cơm của mình chút xíu cho nó thôi. Tôi thanh niên trai tráng mà, ăn ít chút xíu đâu có sao đâu. Thiệt chứ, người nhân từ như cậu á, phải chi mà ông trời cho giàu có thì đỡ biết bao nhiêu người luôn á. Mỗi người một số, khi nào giàu đi rồi tính. Mà bởi người ta nói á, mấy người nghèo á thì cứ nghèo hoài, mấy người giàu khư khư sẽ mất của, cho nên họ cứ giàu riết hà. Chủ quán, cho hai ly trà. Đi mấy ngày nay mệt quá. Dạ, chào khách quan. Tôi đã nói với ông rồi, loại gỗ đó khó tìm lắm. Tôi đã cho gia nhân đi tìm khắp nơi mà không thấy. Bây giờ nhất định là chúng ta phải tìm cho bằng được loại gỗ trầm hương đó. Nếu mà loại gỗ này được đóng thành bàn ghế để tặng cho quan thì mới xứng tầm của quan, ông hiểu không? Nhưng mà biết tìm đâu ra loại gỗ đó? Ý trời ơi, có cái gì đâu. Bây giờ ông cứ cho người rao tin, ai tìm được loại gỗ đó ta sẽ tặng cho một lượng vàng. Chứ sao? Ờ thôi được rồi, quyết định vậy đi. Thôi giờ mình đi. Tranh thủ đi đi còn kịp nữa. Cho tôi gửi tiền. Dạ, đa tạ khách quan. Rồi đi thôi. Hai ông đó là ai vậy? Hai ông đó là hai thương gia giàu có ở kinh thành á, mới xuống vùng này đó. Mà cậu biết họ xuống đây để làm chi không? Nghe đâu á là để tìm một loại gỗ quý để về bí quan, mà tìm mấy ngày nay khắp nơi luôn mà không thấy đó. À cô, không biết là loại gỗ gì, gỗ gì mà khó tìm dữ vậy? Ờ, là gỗ trầm hương đó. Trầm hương hả? Cô biết loại gỗ đó tìm ở đâu không? Ờ, loại gỗ đó nghe nói là phải vô tận rừng sâu thì mới có. Mà nói nghe nè, đừng có dại dột mình đi tìm nghe chưa. Ở trong rừng sâu á, nghe đồn có hồ ly tinh nữa đó. Bao nhiêu người vô đó mất mạng, không quay về được á. Trời, một lượng vàng, mình bán than cả đời chắc cũng không có được. Nếu có được một lượng vàng, mình sẽ giúp được bao nhiêu hoàn cảnh như là bé Lành. Hay là bây giờ mình sẽ vào rừng tìm loại cô quý đó. Đây là cơ hội của mình, mình phải liều một phen để kiếm nhiều tiền, có thể giúp được nhiều người nghèo. Tới bây giờ vẫn không tìm ra được cây gỗ quý. Không biết nó mọc ở đâu nữa.
Kỳ lạ quá. Rõ ràng ta mới có cảm giác có ai đi ngay sau lưng ta. Mà nói nghe nè, đừng có dại dột mình đi tìm nghe chưa. Ở trong rừng sâu á, nghe đồn có hồ ly tinh nữa đó. Bao nhiêu người vô đó mất mạng, không có về được á. Lại thổ điện, cho con thoát nạn lần này. Con không muốn làm mồi cho hồ ly tinh đâu. Là một cô nương. Cô nương à, cô nương à, cô là ai? Đừng sợ, tôi chỉ là một tiều phu vào rừng đúng củi. Tôi sẽ không gây hại bất cứ điều gì với cô đâu. Cô bị trật chân rồi, cô cho phép tôi chỉnh chân của cô lại. Cô cứ tin tôi đi. Hay là tôi phải làm gì để cho cô tin tôi? Hay là tôi thề độc cho cô tin nha? Tôi xin thề, nếu tôi có làm gì mạo phạm đến cô, tôi xin cho trời đánh tôi chết. Thú rừng phanh thay tôi. Cô ráng chịu đau một chút nha. Xong rồi đó, chân không trật nữa. Nhưng mà cô phải hạn chế đi lại, như vậy nó mới hết. Xin đa tạ. Cuối cùng nàng ấy cũng đã chịu mở miệng nói chuyện với ta. Nàng hiền quá, nhan sắc tuyệt trần như vậy, sao có thể là hồ ly tinh được. À, nãy giờ tôi quên giới thiệu với nàng. Tôi tên là Mạnh Hùng, là người làng dưới. Mà cô họ tên là gì? Tại sao lại vào rừng sâu thế này để bị lạc? Muội tên Ngọc Ngân, nhà muội ở phía bên rừng kia. Hàng ngày muội vào đây để lấy thuốc và hái thuốc cho mẹ. Thấy hoa rừng đẹp quá nên muốn dừng lại để hái hoa về chân. Cô đợi một chút nha. Ta tặng cho nàng, ta muốn chuộc lỗi vì lúc nãy làm cho nàng sợ. Mà ta cũng sợ nữa. Đa tạ huynh, nhưng mà huynh sợ gì? Thì ta tưởng nàng là... Là gì? Không có gì. Còn nàng, tại sao thấy ta lại bỏ chạy? Vì muội sợ con người. Nàng sợ con người hả? Vậy ý của nàng là...
Thôi, trời cũng gần sập tối rồi, muội phải về thôi. Có chuyện. Ta xin lỗi. Như vậy nàng về sao? Chân của nàng vẫn chưa lành hẳn. Nếu mà nàng không ngại thì hãy để cho ta đưa nàng về nha. Không cần đâu, muội tự về được. Ta xin nàng, xin phép nàng cho ta được đưa nàng về tận nhà. Nếu mà nàng về một mình như vậy, ta không an tâm. Nàng có mệt lắm không? Hay bây giờ chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi một chút đi, rồi sẽ đi tiếp. Nàng uống miếng nước đi. Hoàng hôn đẹp quá. Muội thích nhất là được ngắm hoàng hôn. Lúc đó tâm hồn của mình rất bình yên. Đúng, hoàng hôn thật sự rất đẹp. Quỳnh có nghe gì không? Nghe gì? Quỳnh hãy im lặng và cảm nhận, Quỳnh sẽ nghe được. Tiếng lá xào xạc hòa cùng tiếng chim líu lo. Đúng rồi, ngày nào vào rừng muội cũng lắng nghe âm thanh này. Muội gọi đó là lá hát. Những chiếc lá đang vào nhau đông đưa trước gió, giống như những cô gái đang tay nhau nhảy múa. Hay quá. Chắc là muội phải có một tình yêu với rừng nhiều lắm, cho nên mới cảm nhận được như vậy. Vì rừng đã bảo bọc, che chở cho mẹ con muội suốt 2 năm nay rồi. Muội sống một mình với mẹ sao? Dạ. Mà tại sao muội phải chọn nơi rừng sâu hun hút như thế này để mà trú ngụ? Muội biết không, lâu nay ta chỉ đi đúng củi ngoài bì rừng thôi. Nhưng mà hôm qua ta vô tình nghe được có hai người muốn mua một loại gỗ tên là trầm hương rất mắc, cho nên ta muốn vào rừng để mà tìm thử. Những người giàu có, họ đều có những cách tiêu tiền rất là kỳ lạ. Chỉ vì muốn làm ghế tặng cho quan mà hai người thương gia đó sẵn sàng trả một cái giá rất là cao để mà mua được gỗ trầm hương đó. Nếu bây giờ ta tìm được gỗ trầm hương bán cho hai người thương gia đó, ta sẽ có được một số bạc lớn. Thì có phải là ta sẽ giúp được cho rất nhiều người nghèo khổ không? Chính vì muốn giúp được nhiều người, cho nên ta mới phải điều mạng để lội vô rừng sâu tìm cái loại gỗ tên là trầm hương. Sao phải liều mạng? Tại vì ta nghe đồn là ở trong rừng sâu này nè, là có yêu tinh hay là hồ ly tinh gì đó chuyên ăn thịt người. Sao nàng lại cười? Vậy huynh có biết hồ ly tinh ra sao không? À không, ta chưa gặp bao giờ.
Ta chỉ nghe nói là nó thoát ẩn thoát hiện, khó mà gặp được. À, giống như là đàn hồi nãy gì đó. Mình đi về đi, kẻo muội mẹ trong. Ừ, đi. Chân nàng bị như vậy, e rằng là về tới nhà trời sẽ tối mất. Hay là nàng cho phép ta cõng nàng nha. Ta không có ý gì đâu. Ta chỉ muốn đưa nàng về sớm với mẹ thôi, để không thôi mẹ nàng trông. Tới nhà của muội rồi. Nè, đa tạ huynh đã đưa muội về nhà. Bây giờ huynh đi về đi. Có thể cho ta chào mẹ nàng một tiếng trước khi cáo biệt được không? Không được đâu. Mẹ muội không quen gặp người lạ. Nếu như thấy huynh, mẹ muội sẽ rầy muội đó. Thì ra là vậy. Vậy thôi, ta xin phép cáo biệt nàng ở đây. Ta quay lại rừng. Quynh đi cẩn thận. Nè Quynh. À, mà hình như loại gỗ mà Quynh nói á, nó mọc ở ngoài bìa rừng. Hình như là muội đã từng thấy ở đó đó. Vậy thì hay quá. Đa tạ nàng, ta phải dòng về tìm đây. Hy vọng sau này chúng ta có dịp trùng phùng. Xin cáo từ. Ngọc Ngân. Mẹ. Ai đây? Dạ, con chào bác. Con tên là Mạnh Hùng, là người làng dưới. Con hành nghề tiều phu. Hôm nay con vào rừng, vô tình gặp Ngọc Ngân. Chẳng may đúng lúc chân quái bị đau, cho nên con đưa quái về đây. Đa tạ cậu đã đưa con gái tôi về đây. Giờ thì trời cũng sắp tối rồi. Cậu về đi, ở đây không tiện đâu. Dạ. Sao cậu không về đi? Mẹ. Mẹ à. Vậy thôi, con xin phép chào bác. Ta xin cáo biệt. Còn sao gì hả? Tại sao lại để hắn đến nhà chứ? Mẹ ơi, chân con bị đau, con không tự về được, cho nên phải nhờ huynh ấy đưa về. Ngọc Ngân à, con đã biết 2 năm qua mẹ con ta tránh xa loài người, tránh xa những tên độc ác cầm thú đó. Chẳng lẽ con đã quên hết chuyện xưa rồi hay sao vậy con? Con không quên, nhưng mà đâu phải con người nào cũng xấu xa đâu mẹ. Mạnh Hùng là một người tốt. Im ngay. Con mới gặp đã vội vàng mà nghĩ là họ tốt rồi. Con nói thật mà mẹ. Con có linh cảm là như vậy. Nè, con nói mẹ nghe, có phải là con đã rung động trước hắn rồi hay không? Dạ, con không biết. Nhưng mà con thấy Mạnh Hùng không phải là người xấu xa như những loại người khác. Không có giống như loài người ngoài kia đâu mẹ. Loài người? Họ vừa gọi mình là loài người, vậy họ là gì? Trong rừng sâu hun hút như thế này, lại có 2 mẹ con sống đơn độc. Nếu là người bình thường sẽ không dám sống ở đây. Lúc nãy Ngọc Ngân thoát ẩn thoát hiện nhanh như chớp mắt. Không lẽ họ là hồ ly tinh?
Dù biết nàng là hồ ly, nhưng không hiểu sao ngày nào vào rừng đốn củi, mình cũng đi theo hướng về nhà nàng. Không biết có phải là tiếng gọi của con tim không? Nhưng nếu thật sự là như vậy thì chắc mày bị điên mất rồi Mạnh Hùng à. Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, là huynh sao? Muội có nằm mơ cũng không nghĩ được gặp lại huynh. Ta vào rừng đốn củi, nhưng không hiểu sao đi một hồi lại tới đây. Huynh mau về đi, mẹ muội thấy là không nên đâu. Ngọc Ngân à, ta không sợ đâu. Sao tay huynh lạnh quá vậy? Ta bị sốt mấy ngày hôm nay, nhưng ta vẫn muốn tới đây gặp nàng. Như vậy sẽ không cần uống thuốc nữa. Huynh bệnh sao không ở nhà nghỉ ngơi mà lại vào đây làm gì? Ngọc Ngân à, ta không sợ đâu. Ta không sợ nàng, mà cho dù nàng có thế nào đi chăng nữa, ta cũng không bao giờ sợ nàng hại ta đâu. Huynh nói gì vậy? Tại sao muội lại hại huynh chứ? Ta tưởng, ta nghĩ muội là... Sao? Ngọc Ngân, huynh về đi, nhanh đi. Ngọc Ngân à, ta sẽ nói chuyện với mẹ nè. Con chào bác. Lại là cậu sao? Ta đã nói với cậu là đừng có tới đây nữa mà. Cậu và Ngọc Ngân là hai thế giới khác nhau, không thể nào hòa hợp được. Từ lâu rồi mẹ con ta đã tránh xa mọi người, cậu đừng có tới mà gieo họa cho con gái của ta. Dạ thưa bác, người đời có nói gì đi nữa thì con cũng không mãi mãi lo sợ. Con tin Ngọc Ngân là một cô gái tốt. Con xin bác hãy cho con được qua lại để hỏi thăm Ngọc Ngân. Trong rừng sâu như thế này, tụi con lại gặp được nhau, âu cũng là duyên số. Mà nếu là duyên số thì con xin bác hãy để cho ý trời định đoạt. Mẹ, con đi vô nhà. Còn cậu, cậu đi về đi. Đi vô nhà cho mẹ. Mạnh Huynh, sao vậy nè? Huynh sao vậy Mạnh Hùng? Mạnh Hùng, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi. Huynh ấy mồ côi từ nhỏ, ngay cả trong cơn mê mà huynh ấy cũng gọi mẹ. Có lẽ huynh ấy nhớ mẹ của mình nhiều lắm. Có lẽ con đã có linh cảm đúng. Cậu ta mặt mày khôi ngô tuấn tú, thần thái là một nam nhi có chí khí, chắc không thể nào là kẻ xấu được. Thôi để mẹ vô nấu thuốc cho cậu ấy. Dạ. Thank you.
Nguyên đã tỉnh rồi sao? Nguyên một đêm Nguyên nóng dữ lắm, làm mũi lo quá. Chắc là mẹ nàng la rầy nàng lắm phải không? Tại vì ta đã ở lại nhà nàng đêm nay. Thôi, để ta đi, nếu không mẹ nàng sẽ la đó. Cậu cứ ở đó đi. Bác. Cậu không cần phải đi đâu hết. Uống chén thuốc này xong rồi đi cũng chưa muộn. Con cảm ơn bác. Con xin lỗi bác, vì chưa có sự đồng ý của bác mà con đã tự ý ở lại qua đêm. Huynh đừng lo. Lúc mà huynh ngất, chính mẹ đã kêu muội đưa huynh vào đây. Và mẹ cũng tự nấu thuốc cho huynh uống đó. Con đa tạ bác. Hèn chi đêm hôm qua con cảm giác có một bàn tay ấm áp giống như người mẹ quá cố của con năm xưa. Thì cậu cũng cỡ tuổi con tôi vậy. Thôi, cậu đừng có nghĩ ngợi nhiều, uống thuốc đi cho mau khỏe lại. Dạ. Cậu còn đang mệt, cứ nghỉ ở lại đây cho khỏe. Con đã tạ bác. Ngọc Ngân à, vô trong nghỉ ngơi đi con. Dạ. Nhà nàng có một chặng hoa đẹp và thơm quá. Tất cả là hoa rừng. Mỗi ngày muội vào rừng tìm kiếm một loại đó. Mỗi một loại hoa sẽ có mùi thơm khác nhau. Khi trồng chung chúng với nhau sẽ nguyện vào nhau và tỏa ra một mùi hương rất là đặc biệt. Nàng vừa làm gì vậy? Đây là những bông hoa khô. Muội bỏ vô túi và luôn giữ bên mình. Nó được làm từ rất nhiều loại hoa ở xung quanh đây. Thơm quá. Đó là mùi hương mà ta ngửi được khi ta đứng bên cạnh nàng. Cuộc sống trong rừng cũng thú vị thật. Sáng tinh mơ nghe tiếng chim hót líu lo. Không khí thì trong lành, mát mẻ. Nhưng mà nàng ở trong rừng nguy hiểm như vậy, nàng không sợ sao? Rừng sâu nguy hiểm sao bằng loài người gian ác ngoài kia. Nàng nói vậy là sao? Nàng có uẩn khúc gì à? Không phải tự nhiên mà muội và mẹ của muội phải vào rừng sâu mà sinh sống. Cha muội mất sớm vì bệnh. Nhà chỉ có hai mẹ con côi cút. Nhà lại gần phủ quan huyện. Tên quan huyện bây giờ rất lộng hành. Nghe đâu là hắn có cha nuôi, làm quan cao chức trọng trong triều che chở cho hắn. Hắn bóc lột dân lành tàn bạo. Ngoài việc hắn là một tên gian ác, hắn còn là một tên dâm ô vô đạo. Dù đã có vợ và rất nhiều tiền thiết, mỗi năm hắn đều tìm kiếm những cô gái xinh đẹp để thỏa mãn dục vọng của mình. Còn vợ của hắn là một người ghen tuông tàn nhẫn. Bà ta không có cách nào để ngăn cản hành động của chồng. Vậy nên mỗi cô gái sẽ sống chung với tên quan chừng 4 tháng. Sau đó sẽ lọt vào tay của người đàn bà ác độc bị tra tấn hành hạ. Có cô bị đi làm tiền tiết, có cô bị giải vào nhà chứ. Hoàng đi, chúng ta đi mà. Dạ, dạ bà ơi, bà con lại bà. Lại bà. Xin bà tha cho con. Xin bà ơi, bà tha cho con. Dạ, 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 con mời bà. Dạ, mời bà uống nước. Dạ, mời bà uống nước. Này hả? Dám đợi cho nước nóng. Trời ơi. Xin bà tha cho con. Dạ, dâu đâu? Dạ. Bà ơi. Đánh nó cho tao. Xin bà tha cho con. Bà ơi. Trời ơi, nước nóng như vậy mà tính luôn tao hả? Dạ, đau. Đau.
ăn đi, mày ăn đi. Mày, cái này cho người ăn đó hả? Dạ Nhân đâu? Dạ. Lại bà ơi. Bà mày tẩy vô mặt đấy cho tao. Dạ. Bà ơi. Dạ. Còn mày nữa, làm gì làm lâu quá vậy? Rồi năm đó, quân lính của hắn cũng mò đến nhà để bắt muội. Mau ra đây coi. Dạ, có gì vậy ông? Theo lệnh của quan, nhà ngươi phải theo ta để về hậu quan. Mẹ tôi đang bệnh nặng, tôi không thể nào bỏ mẹ đi theo các ông được. Không được, không có nói nhiều. Đi, đi theo ta. Không, đi lên. Không, các người không được bắt con của ta. Bà làm cái gì vậy? Bà tránh ra. Đi. Các người thật là độc ác mà. Bà tránh ra. Bà nói ai độc ác? Tôi bắt bà bây giờ. Tránh ra đi, không liên quan tới bà. Đi, nhanh lên. Về hồng quang, lại lên. Các người thật độc ác mà. Đi, ui da. Cái bà già này, bà dám đánh ta, bà ngon bà đánh ta thêm một lần nữa coi, ta sẽ cộng đầu bà. Bà, ta giết bà. Nè, các người mà dám bắt con gái ta, ta sẽ thấy mạng dài với các người. Các người nhào vô đi, ta sẽ sống chết với các người. Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Tôi xin ông, mẹ của tôi đang bệnh, tâm trí bất ổn. Xin ông hãy nghe lời thỉnh cầu của tôi, cho tôi ở nhà chăm sóc cho mẹ tôi hết đêm nay. Ngày mai tôi sẽ theo ông về quan phủ. Thôi được rồi, ta thấy thương tình, ta chấp nhận lời thỉnh cầu của nhà ngươi. Sáng ngày mai ngươi phải ngoan ngoãn theo ta về để trình quan, rõ chưa? Còn bà, coi chừng ta đó. Đi, đi chị lên. Mẹ, đi chị lên. Mẹ ơi. Mẹ, mình phải bỏ trốn thôi con à. Không thể nào tiếp tục sống ở đây được nữa, bọn chúng sẽ trở lại, con sẽ chết đó. Nếu mình đi thì mình đi đâu bây giờ hả mẹ? Vào rừng, chỉ có trốn vào rừng sâu mới mong thoát được sự truy bắt của bọn chúng. Kể từ đó, mẹ và muội sống ở rừng sâu này cũng được 2 năm. Mới đó mà cũng 2 năm rồi. Hai mẹ con của muội sớm tối thủ thỉ với nhau. Nghe câu chuyện của nàng, ta thấy thương cảm quá. Những kẻ ác ôn như vợ chồng quan quyền, sớm muộn gì cũng bị trời trừng phạt. Giờ muội chỉ mong được sống yên ổn với mẹ đến cuối đời. Thì ra đó là lý do mà mẹ con muội phải vào rừng mà sống. Ờ, vậy nếu mà nói như vậy thì nàng không phải là... Ý huynh nói là trong rừng có hồ ly tinh chứ gì? Muội là người bằng xương bằng thịt, máu chảy da mềm, không phải là hồ ly tinh đâu. Nhưng mà vậy tại sao khi ta nói nàng là hồ ly tinh, sao nàng lại cười? Vì muội thấy huynh ngốc nghếch thật thà. Thì ra là nàng cố tình chọc ta. Mà cũng phải, có hồ ly tinh nào mà đẹp mà nhan sắc lại thánh thiện như nàng đâu. Huynh thật khéo miệng. Thật ra trước kia muội cũng nghe người ta đồn trong rừng có hồ ly tinh ăn thịt người. Nhưng từ ngày vào rừng sâu này sống đến nay, muội chỉ thấy thú dữ chứ chưa bao giờ thấy hồ ly tinh nào hết. Ta bỗng chợt nghĩ, nếu như ngày đó
Ta sợ lời đồn không dám vào trong rừng. Có lẽ ta đã không thể giúp đỡ biết bao nhiêu người nghèo khổ, và đặc biệt là ta đã tìm được nàng, một con hồ ly tinh thánh thiện. Ngọc Ngân à, kể từ bây giờ đã có ta rồi. Ta sẽ che chở và lo lắng cho hai mẹ con nàng. Sẽ không bao giờ để cho ai ăn hiếp hai mẹ con nàng nữa đâu. Huynh thật có lòng nhân hậu, được gặp huynh là phước phần của muội. Nhưng còn mẹ, muội e là mẹ không chấp nhận huynh. Từ ngày mẹ con muội trốn vào rừng sâu này, mẹ mang trong người nỗi uất ức, tủi nhục, nên đâm ra mẹ có ác cảm với con người, luôn bắt muội tránh xa, vì sợ tên quan kia biết được tông tích của mẹ con muội. Ta sẽ cố gắng dùng tấm chân tình của mình để lay động mẹ nè. Ta cũng mồ côi từ nhỏ, cũng thèm khát một gia đình trọn vẹn. Nếu như được làm con của mẹ nè, ta có chết cũng cam lòng. Kìa, xin huynh đừng nói vậy. Nè, trời cũng sắp tối rồi, hai đứa còn không mau vô dọn cơm ăn đi. Dạ. Dạ. Ừ. Ta về thôi. Đi nè. Chỉ có một đứa con gái này thôi, nó là tất cả sinh mạng của ta. Này, nó gặp cậu giữa rừng sâu hôn hút như vậy, âu cũng là định mệnh. Này, nếu ta gả Ngọc Ngân cho cậu, cậu có một lòng một dạ yêu thương nó hay không? Con xin đứng trước bàn thờ của bác trai đây, con xin thề, nếu con được bác gái tin tưởng, chấp nhận gả Ngọc Ngân cho con xin hứa sẽ chăm sóc, yêu thương Ngọc Ngân suốt đời suốt kiếp, có chết cũng không rời xa. Ông ơi, ông nghe gì chưa? Ông chứng giám cho tụi nhỏ nghe không? Con đội ơn mẹ. Ngồi gần đống củi đốt này thì trời có lạnh cũng cảm thấy ấm áp. Nàng ấm là nhờ nàng ngồi cạnh ta, chứ không phải nhờ than đâu. Khéo miệng. Đưa tay đây. Nè, nàng thấy ấm không? Dạ, thiếp đỡ lạnh rồi, đa tạ chàng.
mong manh như sương khói, bay lên cao rồi tan biến như hư vô. Mong manh như nàng vậy, nhưng nàng sẽ không tan biến, mãi mãi ở trong lòng ta. Không được chàng ơi, phải đợi cho đến khi ta bái lễ thành hôn xong thì mới được. Ta đợi nàng bao lâu cũng được, miễn là lòng nàng thuộc về ta. À, ngày mai chúng ta sẽ ra chợ mua một chữ hỷ về trang trí, được không? Ta nghèo, không thể cho nàng một đám cưới trang trọng được. Dạ, thiếp có cần gì cao sang đâu, chỉ cần một ấm trà dâng mẹ và đôi đèn dâng lên bàn thờ cha, để cha mẹ chứng giám cho duyên vợ chồng của đôi ta. Từ nay ta về sống với mẹ và nàng luôn, tránh tên quan kia lại thấy nàng. Với lại sống trong rừng như thế này ta thấy cũng có một cái hay, tránh xa cuộc sống ồn ào. Dạ, thiếp cũng nghĩ như chàng, mà thiếp sống ở đây cũng quen rồi, giờ mà ra ngoài làng sinh sống thiếp sợ cũng không quen. Có nằm mơ ta cũng không ngờ được là ta gặp được người con gái như nàng. Ta thật hạnh phúc khi được nàng đem lòng yêu thương. Ta rất nôn nao chờ đến ngày mai mình bái lễ thành hôn, rồi mình chính thức trở thành vợ chồng. Thiếp cũng nôn nao, có khác gì chàng đâu. Nè, ta sẽ dạy cho nàng nghề đốt than. Ban ngày ta sẽ đem ra chợ bán, còn nàng ở nhà lo cơm nước và chăm sóc cho mẹ thôi. Dạ chàng. Con đi ra chợ nha mẹ ơi. Thưa mẹ con đi. Hay lắm, đây là cơ hội ngàn năm có một để ta thể hiện tấm lòng của mình với nhà vua. Dạ phải thưa quan, trai tráng trong làng mình tập hợp lại cũng khoảng trên mấy trăm người. Nay nhà vua cần người đắp lũy xây thành. Nghe nói nếu huyện nào trai tráng tham gia càng đông thì quan của huyện đó dễ dàng thăng quan tiến chức. Con nghĩ quan nên bắt tất cả trai tráng để dâng lên cho nhà vua đắp lũy xây thành. Đúng như vậy. Chẳng mấy khi mà ta có dịp thể hiện tấm lòng của mình với nhà vua. Sẵn đây ta sẽ cho tất cả mọi người thấy tấm lòng trung trinh tiết liệt của ta. Cái gì? Cái gì vậy quan? Cái gì mà trung trinh tiết liệt? Ý ta nói là tấm lòng trung thành của ta đối với nhà vua, một lòng vì vua vì nước. Dạ. Lão Tề. Dạ. Nhanh lên, theo lệnh của ta, ra bố cáo tập hợp tất cả trai tráng khỏe mạnh trong làng đi xây thành cho nhà vua trong vòng 3 năm. Ê, dạ, dân thưa quan, con sẽ ra bố cáo trong dân làng cho tất cả trai tráng nội trong 3 ngày sẽ tập hợp về đây. Cái gì 3 ngày? Hả? Bắt nhanh bắt liền, càng nhanh càng tốt. Bắt liền luôn hả quan? Bắt liền. Dạ, quan thiệt là sáng suốt. Quân lãnh đạo. Ê, dạ, dạ, con xin lỗi. Lãnh đạo. Dạ. Vô làng bắt tất cả trai tráng về phủ cho quan. Dạ. Đem trai tráng về phủ làm cái gì? Đi xây thành. Đem lên kinh thành xây thành cho vua. Dạ. Chú à, chú làm ơn viết cho con chữ hỷ đi. Chữ hỷ trong chữ song hỷ hả? Dạ đúng rồi, đây là vợ sắp cưới của con. Được rồi, chờ chút xíu. Dạ. Chú viết cho. Này nè, cô xem đi. Xin đa tạ. Dạ đây,
Đa tạ chú. Đa tạ. Không có gì. Màu này nè. Dạ. Cái màu này là hàng mới luôn đó nghe. Dạ. Đó. Được chưa? Tươi hả chị? Dạ được. Mình đi. Tất cả tập hợp. Quan huyện đang cần rất nhiều thanh niên khỏe mạnh để xây thành cho nhà vua. Quan có lệnh tất cả thanh niên làng này nhanh chóng lên đường, không được chậm trễ. Nói nhiều quá, đàn ông trai tráng bắt hết cho ta. Chuyện gì vậy? Chàng ơi, tại sao họ lại bắt trai tráng trong làng mình đi vậy? Ta cũng không biết nữa. Hình như là vua xây thành, quan huyện muốn lập công với vua nên bắt dân liên phu. Không được, đừng, đi đừng chạy đi. Mà nè, nàng nghe ta dặn nè. Bây giờ ta đi, lâu lắm mới về. Nàng ở nhà, nhớ chăm sóc cho mẹ nha. Còn nữa, củi ta đã đốn rồi, có rất là nhiều, đủ cho nàng sử dụng một thời gian dài. Nàng cứ hàng ngày đốn củi thành thang đem ra chợ bán, kiếm đồng ra đồng vô để mà lo cho mẹ. Nên nhớ, ra đường nhớ bịt mặt lại, không bọn quan lính nhận ra nàng, biết chưa? Thì biết rồi, chàng cứ yên tâm. Chàng ơi, chàng nhớ phải bảo trọng. Thương cho nàng, duyên trời đưa đến mà còn trắc trở để nàng phải đợi ta. Kiếp này nếu như không được làm vợ chàng thì kiếp sống cũng không còn ý nghĩa gì. Này, chàng hãy cầm lấy, để lưu cô thiếp ở bên cạnh, thiếp sẽ luôn chờ chàng. Đa tạ nàng. Còn một tên nữa kìa, bắt nó cho ta. Dạ. Nó đang đứng đây nè, bắt nó cho ta. Dạ. Qua đây, từ từ. Chàng ơi. Đâu? Dạ. Nàng à, nàng về đi. Lên. Trốn lại. Dạ. Đi. Dạ. Cẩn thận. Dạ. Cái gì mà ngươi dẫn ta đi lòng vòng trong rừng sâu vậy? Trời ơi, quan cứ đi theo con đi, con sẽ dẫn quan đến một nơi này rất thú vị. Có cái gì mà thú vị trong rừng này? Chỉ có thú dữ hả? Trời ơi, dữ gì? Không có một con thú nào mà dữ hơn quan đâu quan. Người nói cái gì? Con nghĩ thú dữ đó mà gặp quan, nó cũng phải sợ trước oai phong khủng khiếp của quan. Ừ. Mà tóm lại người dẫn ta vào rừng để làm cái gì? Quan, quan có nhớ cái cô dân nữ tên là Ngọc Ngân đã trốn khỏi tay quan cách đây 2 năm không? Ồ, Ngọc Ngân. Ta nhớ rồi. Nàng ấy rất đẹp, còn hương thơm thì khỏi phải nói. Cũng chính vì nàng ấy bỏ đi cho nên ta mới mất ăn mất ngủ 2 năm nay. Lão Tì, nàng ấy có liên quan gì trong rừng này? Tại vì con nghi là cô ấy đang trốn trong rừng sâu này để mà sinh sống đó quan. Tất cả theo ta. Dạ. Ê, quan. Ừ? Đi đâu vậy quan? Vô rừng tìm Ngọc Cân. Trong rừng sâu thẳm. Sâu cỡ nào, khó cỡ nào ta cũng vô. Trong rừng có thú dữ nữa. Không có con thú nào mà dữ hơn ta đâu. Ta không thể nào để Ngọc Ngân ở trong rừng sâu với thú dữ được. Ta phải đưa nàng về, ở cạnh ta thì mới thú vị. Theo ta. Dạ, dạ. Đi. Ngọc Ngân ơi. Người cứ ngửi thấy mùi gì không Lão Tì? Dạ không, có mùi gì đâu. Ta đang ngửi thấy mùi giống như là mùi của những thiếu nữ mà ta đem về phủ vậy.
Nó toát ra từ vàng hoa này. Lão tì. Dạ con thề với quan là con không ngửi được mùi gì luôn á. Điên hả? Ừ, dạ. Cái mũi của người á chỉ ngửi được tiền thôi. Tự dưng ta lại nghĩ, ước gì ở giữa nơi này mà có một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện để cho ta khuây khỏa thì thật sung sướng biết bao. Dạ bẩm quan, một lát nữa đây ngay tại chỗ này sẽ xuất hiện một nàng tiên nữ thật là đẹp để thỏa mãn ước vọng của quan. Nè hai người qua. Dạ. Kia mọi người qua đây. Dạ. Nhanh lên, nhanh lên, để lên. Chạy đâu? Ngọc Ngân. Chính là chính là ả. Ả chính là Ngọc Ngân đó đại quan. Im miệng. Ả cái gì mà ả? Nàng ấy là Ngọc Ngân, mỹ nhân Ngọc Ngân của ta. Đại Như. Thì ra là nàng đã bỏ trốn ta vào rừng sâu. Nàng có biết hai năm nay vì nàng mà ta ăn ngủ không yên không hả? Thưa quan, tôi đã có hẹn ước phu thê. Mẹ già thì đang đau yếu, xin quan thương tình mà tha cho tôi. Tha tha cái gì? Câu này nàng đã nói hai năm về trước, bây giờ nói nữa không biết mệt hay sao? Ta mệt lắm rồi. Đến đi với ta. Tôi xin quan. Trời ơi, quan ơi, xin quan tha cho tôi. Lại với quan đi, lại đi. Mẹ, các người là quân độc ác. Mẹ con ta đã trốn vô tận rừng sâu mà các ngươi còn tìm tới nơi để hãm hại con gái của ta. Các ngươi đúng là quân độc ác mà. Cách đây hai năm cũng vì bà mà ta không đem được Ngọc Ngân về cho quan nguyện. Tại sao bà không chết đi? Tại sao bà vẫn còn sống? Nhớ bà đánh ta không? Nhớ không? Con ơi, đang xinh đẹp như vậy, lẽ ra nàng phải ở nhà cao cửa rộng, có người cung phụng. Tại sao lại dạy dột dao trong rừng sâu như vậy để làm bọn cho thú dữ? Ta xin các người hãy tha cho con gái của ta. Còn cái mạng già này, các người muốn làm gì cũng được mà. Làm ơn tha cho con gái của ta. Xin quan hãy tha cho tiểu nữ. Kiếp sau tiểu nữ nguyện làm trâu bò để trả nợ cho quan. Tại sao phải kiếp sau? Kiếp này ta muốn nàng phải thuộc về ta. Ta nói rồi, nàng phải theo ta về phủ, không được cãi lời. Con ơi, con ơi, bỏ con gái ta ra. Mày đâu? Giải về. Tại sao phải giải? Con gái ta ra. Mày để ta bế nàng về mới phải chứ. Cái gì? Con gái ta ra. 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 Mày dám cầm quan hả? Gan quá hả? Quân đâu? Bắt bà lại! Quân đâu? Dừng lại! Mẹ ơi! Hôm nay ta sẽ thi mang về với các ngươi. Ta có chết thật mà ta cũng sẽ thâu ăn các ngươi. Đồ quân độc ác! Muốn chết hả? Muốn chết là chết! Chết! Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Mẹ tỉnh lại đi mẹ. Đừng chết bỏ con mà mẹ ơi. Các người, các người là đồ ác không? Là quân giết người. Nếu như từ đầu nàng chịu theo ta về phủ thì đâu có xảy ra cớ sự này. Mẹ ta chết rồi, ta không còn thiết sống nữa. Kìa kìa, đừng làm chuyện dại dột. To gan, ngươi dám hăm dọa quan hả?
Dạ bẩm quan, cô nương này bị sốc vì mẹ vừa mới mất. Theo con nghĩ, hay là quan cho cô ấy chôn cất mẹ xong rồi con sẽ đưa cô ấy cho quan. Không được, phải đưa nàng về phủ ngay trong hôm nay cho ta. Ta sẽ chết liền ngay tại chỗ, là ma ta cũng không buông tha cho các ngươi. Được rồi, ta đồng ý để cho nàng ở lại để mà lo chôn cất cho bà ta. Nhưng mà nội trong 7 ngày, nàng phải theo ta về phủ. Nàng không được trốn thoát. Cho dù ở tận chân trời góc biển thì ta cũng sẽ tìm thấy nàng. Lính! Dạ. Nhổ hết vàng qua về phủ cho ta. Chi vậy quan? Ngu! Trong vòng 7 ngày không có nàng ở bên cạnh, ta sẽ ngửi mùi hương hoa này để tưởng tượng là nàng luôn ở bên cạnh của ta. Thật là sung sướng biết bao. Dạ tôi nịnh. Dạ, con sẽ cho người đem hết qua để về cho quan. Dạ. Nhớ canh chừng ả ta cho cẩn thận. Nếu mà ả ta trốn thoát thì cái đầu của ngươi cũng bay. Dạ. Thấy chưa? Mẹ ơi, mẹ ơi, cô nương dùng chút cơm đi. Mấy ngày nay cô không ăn không uống gì rồi. Phủ quan quyền cách đây xa lắm, cô đi sao nổi. Bỗng qua. Dạ qua. Lôi. Mỹ nhân của ta, nàng có biết là ta không thể chờ đợi nàng cho tới ngày mai, cho nên hôm nay ta vượt đường xa tới đây để gặp nàng. Hãy đến đây với ta. Trước sau gì nàng cũng là người của ta, hãy ngoan ngoãn nghe lời của ta, rồi ta sẽ cưng chiều nàng hơn. Hỗn láo! Giờ bỗng qua, xin quan dừng tay lại. To gan, dám ra lệnh cho ta sao? Giờ bỗng qua, cô không dám. Nhưng mà mấy ngày nay cô ta không ăn không uống gì rồi, trong người đang mắc bệnh cảm thương hàn đó. Cái gì? E là quan đến gần như vậy, cô sợ là lây cho quan. Tại sao ngươi không nói sớm? Giờ bỗng quan, xin ngài hãy cẩn thận. Nếu mà quan có mệnh hệ gì thì con chết chắc. Thiệt là mất hứng mà. Được rồi, ta sẽ ráng chờ đợi ngày mai đưa nàng về phủ. Nếu như nàng vẫn chưa khỏi bệnh thì ta sẽ truyền đại phu đến để chữa bệnh cho nàng. Canh cho kỹ. Hắn ta đi rồi, cô nương đừng sợ nữa. Ta chỉ giúp cô được hôm nay, không giúp được ngày mai. Dù gì sáng mai cô cũng phải về phủ rồi. Thân ta cũng chỉ là tên nô bộc, thấp cổ bé họng, không thể nào giúp được gì cho cô. Mong cô thứ lỗi.
Nàng, tại sao cây này lại mọc quanh nhà mình? Muội cũng không biết nữa. Nhưng mà ở đây thú dữ nhiều lắm. Nhưng mà từ ngày có cây này mọc ở đây, thú dữ không dám tìm tới nữa. Muội nghĩ là tụi nó sợ cây này nên muội để luôn mà không bỏ đi. Đây là cây lá ngân, một loại cây rất là độc. Hồi nhỏ ta nhớ là mẹ từng kể, cây này chỉ cần ăn một lá là lập tức chết ngay. Chàng ơi, mẹ thì mất rồi, chàng thì đi biệt tâm. Nếu rơi vào tay quan huyện thì có sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Thiếp có lỗi với chàng, thiếp không kịp chờ chàng về được để giữ tấm thân son sắt này với chàng thì thiếp phải kết liễu đời mình. Mong chàng hiểu cho thiếp, mình hẹn nhau kiếp sau vẫn là phu thê. Ta thề nguyện ước trăm năm, mong chàng thấu hiểu cho thiếp. Ta muốn được cùng nàng ngắm hoàng hôn buổi chiều ta. Tại sao người để cho cô ta tự tử? Hả? Vì bỗng qua do con sơ ý nên để cô ấy làm chuyện dại dột, xin quan tha mạng. À. Lĩnh. Dạ. Dạ. Lôi hắn ra đánh què cho ta. Xin quan tha mạng. Dạ. Quan. Xin quan tha mạng. Quan à, xin quan tha mạng. Xin quan tha mạng. Xin quan tha mạng. Dạ bỗng quan, nếu không có cô gái này, con sẽ kiếm cô gái khác cho quan khuây khỏa. Mong quan bớt nóng để tránh tổn hại đến sức khỏe. Thì là tức chết mà. Tưởng rằng con mồi đã dâng tới miệng vậy mà. Nhưng mà tại sao cô ta chết rồi mà mở mắt trừng trừng vậy? Dạ, dạ bẩm, những người nào bị chết quan thường không nhắm mắt. Người nói vậy là sao? Tự cô ấy tự tử mà. Dạ, con nghe nói những người chết quan thường mở mắt để tìm về. Nói nhảm. Để báo thù. Con nghe sao nói vậy mà? Con đâu có ý hù quan đâu. Mau vuốt mắt cho cô ta nhắm lại đi. Con. Nhanh. Dạ. Tôi cắn răng cắn cỏ lại cô. Tôi không có liên quan gì hết. Nhắm mắt đi. Không. Không nhắm mắt. Vuốt lại lần nữa. Dạ. Tôi lại cô. Nhắm mắt giùm tôi. Tôi lại cô. Cô đừng có nhát tôi. Tôi sợ lắm. Tôi không có lo trong chuyện này. Quang ơi. Trời. Quang ơi Quang. Đâu có tiêu rồi? Sao bỏ con mình vậy?
Quang ơi. Ai à? Quang ơi, đợi con. Giấu gì ngài, từ hôm cô ấy chết tới bây giờ đêm nào cũng nằm mơ thấy ác mộng, cũng giống như đại quan vậy đó. Cháu Tì. Dạ. Ngay lập tức tìm một thể pháp giỏi nhất trong vùng về đây cho ta. Nhanh. Nghe ta triệu hồn, truyền lệnh cho nhà ngươi, từ nay không được hiện hồn phá rối người trần thế. Kể từ nay, hồn của ngươi mãi mãi không siêu thoát và ra khỏi rừng. Nghe chưa? Chống hồn yêu nữ Ngọc Ngân. Dạ, bẩm quan. Mọi thứ đã xong. Từ nay, con yêu nữ Ngọc Ngân này, nó sẽ không thể nào quấy phá đại quan nữa. Có chắc chắn không? Dạ. Thưa đại quan hãy yên tâm. Ta đã ra tay rồi á thầy. Không có giống hồn nào có thể siêu thoát. Đời đời kiếp kiếp, ả chỉ có thể lãng vãng quanh đây thôi. Không thể nào đi xa được. Khá lắm, ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Dạ, cảm ơn đại quan. Nhưng mà nhớ. Dạ. Giữ kinh bí mật chuyện này cho ta. Tuân lệnh. Đại quan yên tâm. Vậy là đại quan bắt đầu từ hôm nay có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Ta trấn yểm ngươi như vậy để coi ngươi còn đường nào quay về để mà quấy phá ta nữa hay không. Làm thê thiếp của ta thì không chịu. Ta sẽ cho nàng làm vong hồn dứt dưỡng đời đời kiếp kiếp ở nơi này. Lão Tì. Dạ. Chào cậu. Chào Huynh. Chào Huynh. Mới đây mà đã 3 năm rồi, cuối cùng ta cũng được tự do. Hôm nay
Ngọc Ngân mà thấy mình về bất chợt như vậy, thế nào cũng chạy ra ôm lấy mình rồi khóc thút thít cho bà coi. Ngân ơi, mẹ ơi, con về rồi nè. Ngọc Ngân ơi, mẹ ơi, Ngọc Ngân. Sao nhà cửa lại tan hoang vậy? Ngọc Ngân ơi, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân à, mẹ, mẹ. Sao lại có hai ngôi mộ ở đây? Xin chào. Cậu là ai? Sao lại đứng đây? Tôi là Mạnh Hùng, nhà tôi ở bên đây. Cậu là cái gì của mẹ con cô Ngọc Ngân? Cậu là gì của cô Ngọc Ngân? Ngọc Ngân là vợ của tôi. Quỳnh à, có chuyện gì sao? Mẹ con Ngọc Ngân đã chết rồi. Đây là mộ của hai người họ. Quỳnh nói cái gì? Quỳnh nói cho tôi biết đi. Tại sao mẹ tôi lại chết? Tại sao vợ tôi lại chết? Hả? Tại sao? Quỳnh nói lại đi. Tại sao? Sau đó tôi lấy ông ta đem xác Ngọc Ngân chôn cất cạnh mẹ này, coi như chuộc lại một phần lỗi lầm. Do năm xưa ta đã không đủ dũng cảm để cứu thoát cô ấy khỏi Tinh Quang Quyền, để cô ấy phải tự kết liễu đời mình. Quan Quyền đúng là quân ác ôn, ta sẽ nguyền rủa ngươi. Cậu hãy nén bớt đau thương mà lo nhang khói tiếp cho họ. Hai năm qua vì luôn áy náy trước cái chết của hai mẹ con họ, cho nên hằng ngày ta đều ghé ngang thắp nhang để vong hồn của họ đỡ lạnh lẽo. Nay cậu về rồi, đã đến lúc ta phải cáo biệt. Nhưng việc mình nói có thật không, hay là còn lý do nào khác hả? Ta thề có trời đất chứng giám, những gì ta nói là sự thật. Không một đêm nào ta có giấc ngủ ngon cả, cứ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh của Ngọc Ngân năm xưa. Cô ấy đã bị chết thê thảm, ta rất áy náy. Nhưng có chuyện này ta muốn nói với cậu. Ngọc Ngân chết quan, chắc vong hồn của cô ấy vẫn còn lẩn quẩn trong khu rừng này. Mong rằng cô ấy linh thiêng sẽ cho cậu biết những gì ta nói đều là sự thật. Ta xin cáo từ. Ngọc Ngân à, ta phải làm sao đây? Ông trời ơi, tại sao ông đã đối xử với tôi như vậy? Tại sao hả? Tại sao vậy? Tại sao không chờ ta? Tại sao vậy? Tại sao lại bỏ ta đi? Chắc nằm nằm ngoài đó lạnh lắm. Ta phải mang thang ra đó để sưởi ấm cho nàng. Mạnh Hùng chàng, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, là nàng sao? Ngọc Ngân, ta nhớ nàng lắm. Nàng có nhớ ta không? Ta nhớ nàng nhiều lắm. Thiếp chết rồi chàng ơi, thiếp và mẹ chết oan ức lắm. Ta có nghe tin lính kể, Ngọc Ngân, liệu có phải là sự thật không? Tên quan huyện tìm đến đây sát hại mẹ chết tức tưởi,
Sợ đó muốn thiếp phải về hầu hạ hắn. Vì muốn giữ trọn tấm thân son sắc với chàng nên thiếp đã tự kết liễu đời mình trước khi rơi vào tay hắn. Ta xin lỗi, ta rất ân hận vì không thể ở bên cạnh bảo vệ mẹ và nàng. Chàng ơi, tấm thân thiếp bây giờ đầy ám khí vì hắn trấn ém dòng hồn thiếp đời đời không siêu thoát. Trời ơi, tại sao hắn dám đối xử với nàng như vậy? Thật ác nhân. Ông trời ơi, tại sao không để cho ta gánh nhắc chuyện này cho nàng chứ? Tại sao lại để cho nàng phải đau đớn như thế này? Số phận thiếp đã như vậy rồi, có quán than thì cũng không sống lại được. Ta xin lỗi nàng. Bây giờ ta có thể làm gì để giúp nàng đây? Chỉ có máu của tên quan huyện mới có thể xóa tan bùa ếm của hắn. Máu của hắn? Máu của hắn? Ta phải làm sao để lấy được máu của hắn đây? Chàng nghe thiếp dặn nè, trên đỉnh núi cao có một loại hoa rất đẹp, ban ngày tỏa ra mùi hương khiến ai cũng ngây ngất. Chàng đem qua đó đến gặp hắn, nhất định hắn sẽ say đắm ngay. Chàng phải nhớ, trên thân hoa có những gai nhọn. Chỉ cần chàng lấy được máu của hắn ở trên gai nhọn, rồi đem hòa với nước tưới lên mộ của thiếp, thiếp sẽ được siêu thoát. Ta biết rồi, nhất định ta sẽ làm được. Nhất định ta sẽ làm được. Để yên tâm. Chàng phải bảo trọng, hắn là một kẻ mưu mô xảo quyệt, không dễ gì tiếp cận hắn đâu. Để được đó, ta tự khắc biết mình phải làm sao mà. Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân, Ngọc Ngân. Kỳ quá à. Ghét quá à. Ta thương nè. Không quá à Quang. Còn ghét Quang. Làm sao ta quên được nàng chứ. Quang đi rồi ta sẽ trọng thưởng cho. Dạ. Dạ bẩm Quang. Có chuyện gì? Có một tên tiều phu muốn vào gặp Quang.
Thưa quan, hắn muốn gặp quan và đem quà đến cho quan. Kêu hắn vô đây. Mấy đứa, đi, có khách, có khách. Đi, nhanh lên. Vào trong đi. Em bóp cho quan. Nhanh lên. Dạ bẩm quan, tại hạ có một món quà muốn dâng tặng cho quan. Bàn tay của ông không xứng đáng để cầm nó đâu. Ngươi là quà gì? Mở cho ta xem. Dạ. Thế đẹp quá. Vì biết sở thích của quan là có hứng thú với những mùi hương, cho nên tại hạ đã tìm được một bông hoa quý ở trong rừng sâu, có ngàn vàng cũng không mua được. Khá khen cho nhà ngươi, chỉ là một tên tiều phu mà lại biết được sở thích của ta. Thật là dễ chịu quá. Người dám hành thích quan, người dám hành thích quan. Ngươi nghĩ sao mà ta dám hành thích quan chỉ với một cành hoa? Và ngươi làm quá. Chẳng qua là quan bị gai đâm trúng thôi. Dạ. Quan có sao không? Dạ. Phải. Hoa đẹp thì thường có gai. Cũng như phụ nữ mà càng giữ thì càng quyến rũ. Điều đặc biệt của loài hoa này là quan thấy ban ngày cái mùi hương như vậy, nhưng ban đêm mùi hương sẽ thơm hơn gấp trăm lần. Vì vậy vào ban đêm quan nhớ lấy hoa ra hửi nha. Quan sẽ thấy điều thú vị vô cùng. Thật vậy sao? Dạ. Ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Lão Tỳ. Dạ. Thưởng cho hắn đi. Dạ. Ta sẽ trọng thưởng cho nhà ngươi. Không cần đâu. Vậy cái này là của ta. Hương hoa thật là thơm, một mùi thơm kỳ lạ. Tại sao khi ngửi hương hoa này xong, ta cảm thấy người mình thật hưng phấn. Ước gì bây giờ có một tiên nữ xuất hiện trước mặt của ta thì hay biết mấy. Dạ, mời quan ạ. Quan này kỳ quá. Dạ mời quan. Các nàng có biết đây là bông hoa độc nhất vô nhị mà chỉ có một mình ta có. Đại nhân, đại nhân à, đại nhân sao rồi đại nhân? Đại nhân, đại nhân sao rồi đại nhân? Đại nhân, đại nhân à, đại nhân, đại nhân, đại nhân. Đại nhân có sao không? Đại nhân. Quý. Không có phải. Đại nhân không à? Phải. Đại nhân. Quý. Đại nhân vậy đại nhân. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân khiếp nè. Đại nhân. Đại nhân. Đại nhân ơi. Đại nhân. Đại sao vậy? Đại nhân ơi, dừng quay lại đi đại nhân. Đại nhân. Đại nhân ơi. Đại nhân ơi. Chạy đi. Đại nhân. Người đó. Người là Quý. Chạy vào ta. Đại nhân ơi, tôi là thiên. Chạy đi. Chạy đi. Đại nhân. Đừng mà đại nhân. Trời ơi, con chừng có án mạng bây giờ. Đại nhân. Đại nhân, ngài làm gì vậy? Tại sao lại giết người?
Tôi cũng là quỷ. Đại nhân bình tĩnh lại đi. Tôi cũng là quỷ đã nắm bình tĩnh lại đi. Đừng đại nhân. Đừng đau kiếm mình không bắt đâu. Giết chết người. Chết đi. Trời ơi, lão già, ngài đang làm gì vậy? Đừng lão già, ngài bị làm sao vậy hả? Lão già, làm sao vậy? Vợ nè lão già, thiếp nè, bình tĩnh đi lão già. Là thiếp đây mà. Là thiếp mà. Chết đi. Thiếp mà, lão già. Chết đi, đừng gặp ta nữa. Chết đi. Đau lắm, ta lạnh lắm. Ngươi đi theo ta đi. Các ngươi đến đây để giết ta đúng không? Ta không sợ đâu. Đến đây đi, ta không sợ đâu. Tên quan độc ác cần cứu. Ta không sợ đâu. Phải xuống 18 tầng địa ngục. Ngươi phải chết, chết tức tối như bọn ta thì ta mới được siêu thoát. Ngọc Ngân ơi, ta đã làm theo lời nàng. Mong là linh hồn nàng sớm siêu thoát. Mạnh Hùng. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Là nàng sao? Ngọc Ngân. Ta không tin sẽ mất nàng chính diện. Ta nhớ nàng lắm. Ngọc Ngân ơi. Ngọc Ngân. Tại sao? Tại sao ta không thể chạm vào người nàng? Tại sao vậy? Thiếp và chàng bây giờ đã âm dương cách biệt, nên chàng không thể chạm vào người thiếp. Không, không thể thay đổi được số phận thì phải chấp nhận thôi chàng ơi. Không, không, nếu kiếp này ta phải sống xa nàng, ta sẽ tự kết liễu đời mình. Ta sẽ đi theo nàng luôn. Không, chàng đừng nói vậy. Thế gian là cõi tạm, mỗi con người sinh ra sống chết đều có số. Ai cãi đạo trời sẽ mang trọng tội. Thiếp vì lâm vào đường cùng, muốn giữ tấm thân son sắt cho chàng nên mới tự kết liễu đời mình. Này, thiếp không muốn chàng vì thiếp mà kết liễu đời mình như vậy. Chàng phải sống, phải sống cho thật tốt. Hẹn nhau kiếp sau chúng ta lại gặp nhau. Ta hứa với nàng, ta sẽ sống tốt quãng đời còn lại. Ta sẽ chờ luân hồi chuyển kiếp chúng ta sẽ gặp nhau. Thiếp đến đây là để từ biệt chàng. Bây giờ thiếp phải đi rồi. Từ nay cũng không còn lãng vãng bên chàng được nữa. Không, không, nàng đi đâu? Ở đây đi. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Nàng, Ngọc Ngân, nàng đừng bỏ ta. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Nguyện ước trăm năm tình chỉ một, tấm thân son sắt hẹn ngày trao. Ngọc Ngân. Ngọc Ngân. Thank you.
Ngọc Khanh, tất cả mọi thứ ở trần gian này rồi có lúc cũng phải tan biến. Duy chỉ có sự chân tình là bất hủ. Ngọc Khanh, ta sẽ chờ nàng kiếp sau.